Rồi, mình sẽ bấm quay video nhé. Như vậy trên màn hình của các bạn là 7 cái bước mà bọn mình đã tổng kết lại thành cái quy trình rất là chuẩn và cho các trường đã áp dụng. Thì khi mà các trường bắt đầu vào phần mềm thực biểu của bọn mình ấy, thì các bạn cứ cần được làm theo đúng 7 cái bước này là được. Còn tất nhiên là sau này chúng ta sẽ phải làm việc nó nhiều hơn nữa, thì chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn nữa, thì chúng ta có thể tìm hiểu hơn rất nhiều các chức năng khác của phần mềm. Nhưng mà trước mắt cái tối thiểu nhất cần phải biết là 7 cái bước này đó. Thì tôi sẽ nói qua về cái 7 bước này như để chúng ta hình dung nhé. Cái bước số 1 là cái bước là chúng ta sẽ khởi tạo một cái tệp dữ liệu thể kho biểu gốc ban đầu và nhập dữ liệu gốc của thể kho biểu. Dữ liệu gốc là cái dữ liệu mà hầu chúng ta nhập một lần thôi và sẽ không thay đổi. Đặc khái như vậy nhé. Thì đây là đối với cái phần mềm bình thường. Còn đối với phần mềm mà liên kết với VNPT thì là chắc VNPT nó sẽ có, thì các bạn bên VNPT sẽ bảo các trường cách làm nó khác hơn một chút. Tức là chúng ta có thể đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống nó sẽ khởi tạo cho chúng ta một cái tệp nào đó và hệ thống nó sẽ để cho các trường các thông tin gốc ban đầu. Có thể như vậy nhé, tôi không rõ lắm, nhưng mà các bạn phải biết rõ là những dữ liệu gốc đó là cái gì. Như vậy nôm na là bước 1 là cái bước là chúng ta sẽ tạo ra một cái dữ liệu ban đầu của thể kho biểu và nhập các cái thông tin gốc hầu nhập một lần thôi. Ví dụ như là danh sách lớp, danh sách giáo viên, danh sách môn học. Đó, ví dụ như vậy. Đó là bước 1 nhé. Cái bước số 2 là cũng như hầu như chỉ nhập một lần thôi, là chúng ta nhập các cái thuộc tính của phạm môn học và các cái ràng buộc của giáo viên khi chúng ta sẽ được phát biểu. Cái ràng buộc giáo viên này thì có thể nó thay đổi theo từng học kỳ, từng nó cũng không thay đổi nhiều lắm. Thì cái bước số 2 này cũng chỉ là nhập hầu như một lần thôi. Như vậy là hai cái bước đầu tiên ấy là hai cái bước là chúng ta là nhập cho cái bài toán đầu ban đầu cho cái bài toán thử, và nó là cái nhập chung cho toàn bộ hệ thống và hầu như nhập một lần, được chưa? Bước số 3, bạn quan sát mình nhập bước số 3 là cái bước mà phức tạp nhất, là cái bước mà phải làm cho từng thì không biểu một, từng năm học một, từng học kỳ một, thậm chí là trong một học kỳ chúng ta có thể thay đổi thể kho biểu một vài lần, thì mỗi lần thay đổi phải làm lại bước 3. Bước 3 là cái bước là nhập chuyên môn, nhập xem là giáo viên nào, dạy lớp nào, môn nào, một tuần bao nhiêu tiết. Đó là cái bước số 3. Thì cái bước số 3 là cái bước mà nó không phải là khó, nhưng mà nó rất là dài và nó rất là dễ nhầm lẫn. Rất dễ nhầm lẫn mà chúng ta không được phép nhập sai, phải nhập chính xác hoàn toàn bước số 3 này. Cái bước số 3 này là cái bước mà nhiều nhà trường làm mà hay nhầm lẫn nhất là bước số 3 này. Thì các bạn chú ý nhé, tôi đang nói lướt một lượt thôi. Như vậy là cái bước số 3 là cái bước là chúng ta nhập theo từng thời khóa biểu một, từng học kỳ, tốt nhất là từng học kỳ. Còn có thể là một học kỳ có thể ta làm 2-3 thời khóa biểu. Ví dụ như là lớp 9 chẳng hạn, ở nhà trường chúng ta là đến khoảng tháng 5, 4 tháng 5 thì là chúng ta phải chuẩn bị thi vào 10. Thì nhà trường sẽ cho học sinh lớp 6, lớp 7 nghỉ. Lớp 9 phải làm lại thời khóa biểu. Thì chúng ta phải lại một lần nữa thời khóa biểu. Ví dụ, tôi lấy ví dụ như vậy. Nha. Thì khi bước 3 mà nhập xong rồi, thì chúng ta sẽ coi như là đã làm rất nhiều việc rồi. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ 4. Là cái bước là nó gọi là chuẩn bị xếp thời khóa biểu. Cái bước thứ 4 này là rất quan trọng, làm rất nhanh thôi, nhưng mà bước thứ 4 là cái bước mà rất nhiều nhà trường là làm không chuẩn, làm sai. Bước thứ 4 là cái bước mà chúng ta chuẩn bị để làm gì? Để chuyển sang bước số 5. Bước số 5 là bước là bấm một nút là xếp xong thì có biểu luôn. Đó. Nhưng mà để mà thực hiện bước 5 ấy là bấm một nút là xếp được 100% thì có biểu ấy, thì phải làm bước 4. Mà bước 4 là bước rất là khó. Thì lát nữa tôi sẽ nói kỹ bước 4 nhá. Rồi, thì sau bước số 5 ấy là cái bước là đã xong thử biểu rồi, chúng ta có thể in lên rồi, in ra cho nhà trường dùng rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ phải sang bước số 6 là cái bước chúng ta sẽ phải tinh chỉnh một chút cho ông này đẹp lên, cho người kia đẹp lên, vân vân. Đấy, thì cái bước số 6 là bước là quan sát tinh chỉnh. Thì cái bước này là cái bước phải làm lâu dài, tức là chúng ta phải làm quen dần với thử biểu, chúng ta sẽ chỉnh sửa dần cho nó quen dần. Thì sau này chúng ta sẽ càng làm nhiều, chúng ta càng càng có kinh nghiệm thì càng tinh chỉnh càng đẹp hơn. Nhưng còn
ban đầu chúng ta tập vòng vòng. Rồi thì bước số 6 là cái bước mà chúng ta nôm na là bước là tinh chỉnh, dùng phần mềm như là một công cụ ra tinh chỉnh dữ liệu, di chuyển thì hợp lý, làm sao cho nó đẹp lên, làm sao cho cái ông A ông B ông ấy đỡ kêu, ví dụ như vậy nhé. Thì bước 6 là xong thì coi chúng ta là hoàn thiện, và ta sẽ bước 7 là bước rất là dễ dàng, thì là bước là chúng ta sẽ xuất in nó ra, hay là xuất bản nó ra, hay là chuyển nó sang HTML hoặc là như nào đó. Thì tức là bên VBT nó có cái chức năng, bên này Ando nó có chức năng là chuyển toàn bộ thầy kho biểu lên web rồi. Thì bước 7 chúng ta làm bước sau cùng nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhé, chúng ta bắt đầu, bây giờ sẽ bắt đầu, tôi sẽ mô tả từng bước một. Thì cái bước số 1 là cái bước là khởi tạo và nhập dữ liệu gốc của thầy kho biểu. Thì cái bước này là cái bước mà tôi sẽ làm từ đầu, mà bước này là bên VBT sẽ cùng với nhà trường, các bạn sẽ cùng VBT để chúng ta làm các thao tác là chúng ta đăng nhập và mua thầy kho biểu này, đăng nhập vào thầy kho biểu như thế nào này, rồi lấy dữ liệu ra như thế nào. Còn tôi chỉ mô tả những cái thông tin thế nào là dữ liệu gốc thôi, thì chúng ta xem. Rồi thì chúng ta xem nhé. Đây. Đây. Thì đây tôi mô tả thì cái các thông tin gốc ấy, thì chúng ta sẽ có hai loại thông tin gốc. Một là thông tin hệ thống của nhà trường, và hai là các thông tin như là sách môn học, sách giáo viên, sách lớp học. Ba cái này thôi, phòng học tôi bỏ qua nhé, ba cái này. Và sách nhóm giáo viên, tổ chuyên môn. Như vậy là cái phần bước 1 gồm có hai nhóm một, hai cái nhóm công việc. Nhóm công việc một là chúng ta là nhập sửa các thông tin hệ thống của nhà trường. Được chưa? Gồm có là địa điểm lớp học này, các hệ đào tạo nếu có, hiện nay không có đâu. Hiện nay chúng ta chỉ có một hệ đào tạo thôi. Cái này tương lai mới có. Rồi phân phối tiêu chuẩn cho các hệ đào tạo cũng sao cũng bỏ qua đi, và các lớp, các khối lớp hệ thống. Đây tôi sẽ nói nhé. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái thao tác trên màn hình. Đây là phần mềm thấu biểu của tôi đây rồi. Trên màn hình của tôi là cái phần mềm thấu biểu, nhưng mà này là cái bản offline chứ không phải là cái bản của VBT. Thì tôi sẽ mô tả các cái thao tác mà nó giả sử chúng ta có tiệp rồi. Thì tôi sẽ mở chúng ta để các bạn xem nhé. Để các bạn hình dung mà thôi. Cái này nó không để cho các bạn xem thôi. Cái này là vì là đối với phần mềm offline ấy, thì là nhà trường phải khởi tạo một cái file thầy kho biểu. Còn đối với cái bản của VBT thì chúng ta vẫn khởi tạo, nhưng mà khởi tạo một cái file nhưng nằm ngay trên server của VBT, chúng ta sẽ không thấy cái hình tượng như tôi nói ở đây, nhưng mà cũng đại khái nó vẫn là như vậy. Rồi thì tôi mô tả thử, tôi tạo thử, tôi mở một cái file cho bạn xem nhé. Nó có lệnh là mở file và tạo mới file này. Bây tôi mở file cho các bạn xem một cái file thôi để cho chúng ta hình dung nó như nào. Rồi khi mà mở ra ấy, khi mở tiếp ra thì phần mềm sẽ hiện trên file ở trên này, và chúng ta sẽ bắt đầu có thể làm việc với thông tin của trường mình nhé. Thì như sau này, bây tôi bắt đầu mô tả này. Đấy nhé. Đầu tiên là cái này, là các cái địa điểm lớp học, rồi là hệ đào tạo, phân các khối lớp hệ thống phân phối tiêu chuẩn thì như sau. Chúng ta vào đây, chúng ta vào cái lệnh như sau, tôi kéo xuống dưới như thế này. Chúng ta, tôi mô tả qua về cái giao diện của phần mềm nhé. Phần mềm thì của chúng tôi nó sẽ có như này, nó gồm là các thực đơn chính, thực đơn hệ thống này, thực đơn dữ liệu này, thực đơn lệnh chính, thực đơn không nhìn, thực đơn công cụ và trợ giúp. Đấy. Thì hệ thống thì gồm có nhận như này, gồm có đây là một cái ribbon, gồm có những lệnh như là tạo mới, rồi là mở tệp, đóng tệp, rồi là ghi với tên khác, ghi ra HTML, ghi ra Excel, vân vân, in. Nhưng mà trong cái lệnh này thì chúng ta sẽ dùng ít thôi, không dùng nhiều đâu. Chúng ta hay dùng nhất là ra những lệnh như là ghi ra Excel chẳng hạn, chúng ta sẽ hay dùng này, ghi ra HTML này hay dùng này, lệnh đóng tệp và mở tệp này, đó là những lệnh mà hay dùng. Mà hệ thống là những lệnh mà thông tin hệ thống của cái phần mềm thì có biểu. Phần dữ liệu là những lệnh mà nhập dữ liệu ban đầu cho thì có biểu, gồm có nhé là nhập lớp, nhập giáo viên, nhập môn học đó, rồi là nhập mà các thuộc tính của môn học, nhập nhóm giáo viên, nhập yêu cầu giáo viên.
Thì tất cả cái này là nằm ở trong cái bước 1 và bước 2 mà tôi nói lúc nãy. Rồi. Ngoài ra đây có lệnh là nhập không giảng dạy, lệnh đây chính thức lệnh là ở bước 3 đây. Tôi nói bước 3 nhé, bước 3 mà tôi vừa nói lúc nãy. Rồi. Tiếp theo là phần lệnh chính là những cái lệnh mà quan trọng nhất, chính nhất của phần mềm cho có biểu. Trong lệnh chính này tôi nhắc trước các bạn là có hai lệnh quan trọng nhất, là cái lệnh là xếp tự động 100%. Đây này, khi chúng ta đã nhập xong rồi, đây là lệnh của bước 5 đây. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta thao tác một vài thao tác thôi là trong khoảng một vài phút là xếp xong một thư cơ biểu 100%. Ngoài ra ở đây có một lệnh nữa quan trọng là cái lệnh này, là cái lệnh là kiểm tra logic dữ liệu quan trọng. Lệnh này thì tôi nói sau nhé, là cái lệnh mà phần mềm sẽ tự động kiểm tra cái bản thân bên trong dữ liệu của chúng ta xem có lỗi gì không, mâu thuẫn gì về logic không. Nếu có thì nó tự nó sửa. Rồi, tiếp theo là phần là cái thực đơn khung nhìn. Khung nhìn là cái lệnh, là cái nhóm lệnh cho phép chúng ta quan sát từng thể có biểu một cho của toàn trường, theo từng lớp hoặc từng giáo viên. Ví dụ như là đây là màn hình mà chúng ta có thể quan sát thể có biểu của một lớp, của một giáo viên ở dưới này. Ví dụ thế, đúng không? Đó. Hoặc chúng ta đóng là chúng ta quan sát cả toàn trường theo tất cả các lớp như thế này. Đang có lỗi về mặt logic nhé. Đó, như này nhé. Đó. Thực đơn công cụ là những cái lệnh khác như là gửi tới các biểu qua email, hay là các cái lệnh như là ghi phương án, khôi phục phương án là như này. Phần mềm của chúng tôi là cho phép lưu trong bộ nhớ của phần mềm một cái bản thể có biểu gốc ban đầu. Ngoài ra phần mềm có thể lưu được 5 phương án khác, phương án 1, 2, 3, 4, 5 phòng. Chúng ta có thể cần thiết chúng ta có thể lấy ra chúng ta dùng lại. Thì vì sao lại như vậy? Vì trong một nhà trường chúng ta, khi chúng ta tạo ra một cái thẻ có biểu ấy, thì ít khi mà toàn trường tôi đều thấy đẹp đâu. Một số giáo viên thấy đẹp, một số giáo viên thấy xấu. Thì thông thường các nhà trường làm như sau này. Họ tạo ra là hai phương án. Phương án 1 thì một nửa bên này là giáo viên, một nửa giáo viên là đẹp, một nửa giáo viên là xấu. Thì phương án 2 là đổi lại, một nửa giáo viên xấu bên này là đẹp, vân vân. Thì chúng ta sẽ ghi lại nhiều phương án và cần thiết chúng ta sẽ lấy lại. Thì lệnh này là lệnh ghi phương án cho phép là ghi 5 phương án, và bên này là lệnh khôi phục phương án từ phương án gốc, từ phương án dự bị và phương án chính nhé. Thì đó là những cái lệnh hệ thống chính của phần mềm. Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả sang cái phần này là chúng ta có thể nhập sửa các thông tin hệ thống của nhà trường, bao gồm nhá. Đây, chúng ta vào phần và thư đơn dữ liệu và chúng ta nhập cái thông tin là thuộc tính trường học nhé, thuộc tính trường học. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ được phép nhập cái gì? Ở đây chúng ta sẽ được phép được như sau này. Ở đây chắc cái thông tin như là niên khóa trên trường chúng ta cũng không động vào, vì chắc là quy định ở trên sở, trên bộ, trên phòng chúng ta không động vào. Nhưng mà chúng ta làm như sau này. Ví dụ chúng ta có thể là thay đổi khối lớp hệ thống. Cái này là cái gì đây? Tôi sẽ qua cho bạn xem nhé. Khối lớp hệ thống là cái gì? Tức là khi mà chúng ta mặc định, khi chúng ta mà tạo một cái tệp dữ liệu thì có biểu ấy, thì nếu chúng ta khai báo là trung học cơ sở thì máy tự động tạo ra khối lớp hệ thống là 6, 7, 8, 9. Khi chúng ta tạo ra cái kiểu dữ liệu của trường là trung học phổ thông thì máy tự động tạo ra khối lớp hệ thống là 11, 12. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được ở đây. Ví dụ nhé, năm nay chúng ta là chỉ dạy là khối 6, 7, 8, 9. Nhưng mà sang năm chúng ta lại mở thêm, nhà trường lại mở rộng thêm, là chiêu sinh thêm lớp 1, lớp 2. Thế làm thế nào? Để chúng ta vào đây, chúng ta sẽ bấm khối 1 và chúng ta chuyển sang. Đó, khối 1, khối 2, khối 2 chuyển sang. Thì như vậy là như vậy chúng ta năm nay có thêm các khối lớp khác. Thì khi mà có cái khối này thì sau này chúng ta sẽ có những cái lệnh để mà đặt các thông tin cho từng khối một. Ví dụ đặt cho là toàn bộ khối 6 là về nghỉ Tết năm thứ 6 về nhà, ví dụ như vậy, đặt cho toàn khối luôn, ví dụ như vậy nhé. Đó thì là đây là cái lệnh mà thay đổi khối lớp hệ thống. Lệnh thứ hai mà tôi muốn nói là cái lệnh là gì? Lệnh là về địa điểm. Cái này là đối với nhà trường mà chúng ta có nhiều địa điểm ở khác nhau, thì tôi nói luôn này, phần mềm của chúng tôi là hỗ trợ là 10 điểm rồi.
mà tên là không có. Ở đây là lệnh cho nhập tên thôi, nhập tên thôi. Ví dụ nhé, ví dụ như là muốn nhập chúng ta nhấn nút vào đây, nó như điểm một, ví dụ có ví dụ đặt tên là nó ở cái xã, ví dụ thế nhé, ở xã Hòa Vang là điểm một của cái trường chúng ta, đúng không? Điểm hai, là ở ví dụ là xã, ví dụ thế nhất xã A gì đó quan trọng, được chưa? Như vậy là chúng ta ghi ở đây thôi để biết thôi. Như vậy là mỗi một lớp học khi chúng ta mà khai báo thì nó phải nằm trong một địa điểm nào đó. Thì mặc định trường chúng ta chỉ có một địa điểm thôi và tất cả các lớp là nằm ở một địa điểm một hết. Nhưng mà một số các trường ở vùng sâu vùng xa ấy, chúng ta có thể là ví dụ chúng ta chia hai địa điểm. Địa điểm một gồm có là học khối 6, địa điểm 2 học 7, 8, 9 chẳng hạn. Thì chúng ta lớp 6 chúng ta đưa vào địa điểm 1, còn khối 7, 8, 9 đưa vào địa điểm 2. Thế thì cái địa điểm này nó có nghĩa như nào? Nó có nghĩa là như thế này này. Thì là phần mềm có một cái ràng buộc như sau, ràng buộc nếu chúng ta mà tích chọn đấy thì nó sẽ theo là như này, là giáo viên một buổi học chỉ được phép dạy một địa điểm thôi, không cho phép là tiết một dạy ở xã Hòa Vang, tiết hai là nhảy sang dạy ở xã A không được, bắt buộc trong một buổi học đó về cùng địa điểm. Thì giáo viên không thể di chuyển ở xa, bây giờ hai điểm là cách xa nhau khoảng 30 cây số, để giáo viên không thể tiết một học ở đây xong đi xe máy 30 cây số nữa ra thứ hai ở xã hai thì không kịp. Cho nên là có một cái điều kiện, có một cái ràng buộc của giáo viên, nói là gì, là một buổi học chỉ dạy một địa điểm hoặc là một ngày chỉ dạy một địa điểm. Thì cái địa điểm này nó có nghĩa là như vậy nhé. Bình thường thì nhà trường chúng ta chỉ có một địa điểm thôi, cho nên là cái lệnh này là không cần thiết phải sửa. Rồi bạn đã hiểu chưa? Đóng lại nhá. Bây giờ tôi nói sang cái thứ hai là phân phối tiết chuẩn. Tôi nói thêm một chút nữa ở đây. Cái này nó có nghĩa như này. Đây. Chúng ta vào dữ liệu và chúng ta vào dữ liệu và chúng ta nhập cái thông tin là gì? Số tiết chuẩn. Đây này. Thế đây là cái gì? Đây là cái lệnh mà để chúng ta là nhập cái số tiết chuẩn cho các môn học cho từng khối lớp một ở trong nhà trường. Thì cái này nói chung cái này là tùy thuộc vào từng nhà trường chúng ta sẽ nhập vào đây nhé. Thì nếu mà khi mà chúng ta để trống là không ấy thì ở trong cái bảng phân công ấy nó không hiện ra. Như tôi đây ở trong đây là một cái trường mà nó ghi là lớp khối 6 cho học buổi chiều thôi, cho nên khối 6 nó để không hết này. Đó. Thì trong cái bảng phân công chuyên môn của khối 6 ấy, phân công chuyên môn của nhà trường ấy, buổi sáng nó không hiện lớp 6. Bây giờ muốn là trong cái bảng phân công chuyên môn buổi sáng hiện lớp 6, chúng ta phải điền vào đây là 1, là 1, là 1, là 2, là 3. Thì cái này nó có ý nghĩa như vậy thôi, chứ nó không có ý nghĩa nhiều về cái khi phân công chuyên môn cụ thể, không có ý nghĩa lắm. Nó có ý nghĩa là lòng mặc định thôi. Ví dụ là khối 6 toán buổi chiều là 4 tiết một tuần. Thì khi chúng ta phân công cho ví dụ giáo viên A dạy lớp 6B môn toán thì mặc định phần mềm sẽ phân công là giáo viên A dạy 6B môn toán là 4 tiết. Nhưng chúng ta có thể sửa thành là 5 tiết, 6 tiết được tùy ý chúng ta. Đó, thì đây là cái lệnh mà nó gọi là số tiết chuẩn của môn học là như vậy. Các bạn đã hiểu chưa? Đối với những người làm công đặt thử biểu thì hiểu đấy. Còn đối với người lạ thì sẽ người bên ngoài là hơi khó hiểu. Rồi. Thì đấy là tôi vừa nói sơ qua những cái lệnh liên quan đến thông tin hệ thống của nhà trường. Lệnh này chúng ta hầu như dùng chỉ sửa một lần thôi và dùng mãi mãi không bao giờ thay đổi. Bây giờ tôi sang cái phần thứ hai của cái bước thứ nhất là chúng ta sẽ phải nhập các cái thông tin như là môn học, giáo viên, lớp học và nhóm giáo viên. Thì theo tôi biết là cái chương trình khi chúng ta tích hợp phần mềm của chúng tôi vào với EduVN ấy, thì hình như là EduVN nó đã nhập sẵn cho chúng ta là môn học rồi, giáo viên rồi, lớp học rồi, thì chúng ta sẽ nhập thêm là nhóm giáo viên nữa nhé. Và chúng ta cũng có thể chỉnh sửa môn học, chỉnh sửa giáo viên, chỉnh sửa lớp học được. Rồi, thì tôi mô tả các bạn lại đó nhé. Thì đây, trong cái thực đơn dữ liệu thì có cái lệnh là nhập lớp đây, nhập lớp này, nhập giáo viên này nhé, nhập môn học này, nhập nhóm giáo viên này. Đó, đây là bốn lệnh là nhập lớp là một này, nhập giáo viên là hai này, nhóm giáo viên là ba này, và môn học là bốn cái lệnh nằm trong cái bước thứ nhất tôi nói lúc nãy, nằm trong cái bước bước một
là cái bước này nhé. Rồi thì bây giờ tôi mô tả từng cái lệnh mà chúng ta xem nhé. Tôi vào lớp này. Đấy, thì trên màn hình sẽ hiện ra là chúng ta có thể tạo thêm bằng lệnh nút thêm đây. Tạo thêm thì chúng ta tạo thêm như thì phần mềm sẽ lưu hai danh sách lớp sáng và lớp chiều. Lớp chiều. Nếu mà lớp nào mà hiện cả hai bên ấy, hiện cả hai bên mà giống nhau ấy, thì phần mềm hiểu là lớp học cả cả ngày. Thì đây tôi ghi rõ này, tôi bấm vào lớp 831 nhá. Đây này, đây là buổi sáng này. Lớp thì chúng ta có thể có ba loại là lớp chỉ học sáng, lớp chỉ học chiều và lớp học cả ngày. Lớp học chỉ sáng thôi thì hiện ở bên trái thôi, không hiện bên phải. Lớp học mà buổi chiều thì chỉ hiện ở lớp bên chiều, không hiện ở bên sáng. Và lớp học cả ngày sẽ hiện cả ở hai bên sáng và chiều. Mời đã hiểu chưa? Đó. Và chúng ta chú ý nhé, chỗ này là chỗ là thành viên khối thì nếu mà trường nào đặt tên là đặt lớp là 6A, 6B, 6C thì mình sẽ tự động gắn luôn vào khối 6. Nhưng mà một số trường họ không đặt tên, họ đặt khác đi thì chúng ta sẽ phải thấy nó không đặt số 6, ta bấm lên. Đó, tích vào đây nhé, khối 6, đó, tích vào đây. Đây là gán cái lớp đó vào cái khối lớp hệ thống của nhà trường. Lớp sáng tự động nó vào là khối sáng, lớp chiều tự động vào là khối chiều. Thấy chưa? Đó, còn toàn trường là mặc định là tất cả các lớp đều nằm trong khối lớp toàn trường. Được chưa? Đó, thì đây là những cái thông tin. Còn đây là địa điểm đây, một lớp đây nhé. Đây là điểm vị trí lớp này. Đó, vị trí lớp đấy nhé. Còn tham số này chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta không cần dùng đến được. Tham số này là năm đối với phần mềm thấu biểu nó không có ý nghĩa. Được chưa? Thì đó là cái lệnh là nhập lớp nhá. Người đã hiểu chưa? Rồi bây giờ tôi nói sang tiếp theo. Lệnh tiếp theo mà nằm trong bước thứ nhất rất quan trọng là cái lệnh nhập môn học. Đây, nhập môn học. Thì môn học như sau này. Môn học nhá. Được, các bạn cái đây tôi lấy ví dụ của một trường nó không môn học nhá. Thì phần mềm nó tạo sẵn rồi nhưng mà chúng ta có thể chỉnh sửa được. Tôi muốn nói chúng ta có thể xóa. Đây tôi đang mở của một trường này là một trường ở Hà Nội. Trường này họ đang nhập sai. Tôi sẽ xóa đi lớp này để các bạn thấy nhá. Không có cái lớp môn chào cờ ở đâu, chỉ có cái môn là môn sinh hoạt thôi. Rồi. Thế đây là các môn học mà là chuẩn đây. Khi mà chúng ta mà tạo ra một cái thời khóa biểu của trường mình thì phần mềm tự động tạo cho chúng ta các cái môn học chuẩn. Và trong môn học đó thì môn học đầu tiên là môn sinh hoạt. Nhá. Ngoài ra có những môn khác là môn toán, môn lý, môn hóa vân nằm dưới này nhá. Chúng ta có thể là tạo thêm môn học và xóa môn học bằng những lệnh là thêm, lệnh xóa, cập nhật. Thì mỗi môn học nó có hai tham số, một là cái tên môn. Chúng ta có thể viết đầy đủ tên của môn và hai là cái mã môn. Cái mã môn thông thường là một cái chữ viết ngắn thôi, bốn cái tự thôi hay là ba cái tự dùng để hiện trên thời khóa biểu, để chúng ta dùng để chúng ta quan sát và chúng ta tư duy trước thời khóa biểu ở trên cái em trên thời khóa biểu. Ví dụ như là sinh hoạt thì hay có chữ là SH. Đây có vật lý là lý đúng không? Công nghệ thì là CN, văn là môn văn vân, đây là những cái nhá. Ngoài ra đây cũng có thêm các thuộc tính nữa. Thuộc tính là gắn cái môn đó là cho là môn là tự nhiên hay là xã hội, tự nhiên kỹ thuật hay là môn xã hội, hay là môn chính hay là không chính. Đã tích vào đây, bỏ tích thì là không phải là chính, còn tích vào là môn chính. Thì ý nghĩa của này là như sau, là phần mềm nó sẽ có một cái lựa chọn, nó có một cái gọi là cái dạng mục của giáo viên, là ví dụ như là trong một buổi không được phép là dạy toàn môn chính thì nên làm thế nó nặng quá thì chúng ta phải giảm bớt đi. Ví dụ là trong ví dụ chúng ta ví dụ quy định là văn và toán là môn chính nhé, thì không thể là một giáo viên dạy toàn văn dạy là dạy toàn môn chính ở một lớp cả, hay trong một lớp cũng thể là toàn môn chính cả ở trong một buổi. Đấy, còn môn xã hội đây thì nó có một cái tiêu chí để đánh giá lớp học là thử biểu lớp học là tốt hay không tốt. Là nếu mà môn học mà một buổi học toàn là xã hội, toàn tự nhiên cả thì nó không hay, nhưng mà xen kẽ tự nhiên và xã hội thì nó học dễ hơn. Là một buổi học là toàn là toán lý hóa sinh cả buổi học thì không hay, hay là toàn văn sử địa cả không hay, thì phải xen kẽ giữa chung với nhau. Thì nó có một tiêu chí như vậy để đánh giá cái thử biểu của lớp là tốt hay là xấu hay là đẹp. Rồi bây giờ tôi mô tả thêm một thứ nữa rất quan trọng. Thứ này là thứ rất quan trọng luôn, là thuộc tính là số phòng học của môn.
Được chưa? Đây này. Thì cái tính này là mặc định khi chúng ta tạo ra cái môn học thì phần mềm tự động đặt lập là 300. Con số là rất lớn, chúng ta không quan tâm nữa. Nhưng mà chú ý như sau nhé. Lấy ví dụ, vì sao con số này là quan trọng. Cái tham số này nói lên cái gì? Đây là một quy định cứng của thời báo biểu. Quy định là gì? Quy định là tại một thời điểm thì chỉ có từng ngày tiết maximum cục học tại một thời điểm trong tuần lễ của nhà trường. Đó. Thì 300 thì là quá nhiều, chúng ta không phải bàn nữa. Nhưng mà tôi lấy ví dụ ra cho ta thấy nhé. Cho ta thấy là nó quan trọng ở cái thông tin này. Tôi lấy ví dụ như là môn tin giả sử nhé. Giả sử chúng ta chỉ có 3 phòng tin thôi. Có 3 phòng tin học thôi nhé. Mà trường chúng ta có là 10 giáo viên tin học. Nhé, 10 giáo viên tin học nhé. Và chỉ có 3 phòng tin. Rồi, thế bây giờ chúng ta nếu mà ta để thả lỏng phần mềm tự động xếp thì có thể cùng một lúc là tiết 1 ngày thứ 2, tiết 3 ngày thứ 5, tiết 5 ngày thứ 6. Phần mềm có thể xếp cùng một lúc có thể là 5, 6 hoặc là 10 lớp tin học cùng một lúc ở trong nhà trường. Vì số giáo viên tin học maximum là 10 mà, thì phần mềm có thể xếp cùng một lúc, cùng một thời điểm là có 10 tiết tin. Bây giờ giả sử là 10 lớp đó cùng một lúc là xin vào phòng tin thực hành thì không được, vì chúng ta chỉ có 3 phòng tin thôi. Đấy, thì chúng ta lúc này chúng ta cần thiết cái tham số này. Thì chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta đặt lại cái này không phải là 300, đặt lại là mấy? Đặt lại là 3. Đó. Đặt lại là 3 thì như sau. Thì phần mềm sẽ, đây là một tham số cứng, nhưng lại làm tham số cứng, tham số vật lý cứng. Là phần mềm sẽ luôn luôn xếp mà tại thời điểm chỉ maximum là 3 lớp tin cùng học trong một nhà trường, trong một thời điểm của trong một lễ. Thì như vậy là bảo đảm rằng là bất cứ lớp nào học tin có thể đăng ký để học trên phòng tin được, không cần thiết phải học ở trên phòng của mình. Đó, thì yên tâm là không bao giờ có chuyện là hai lớp tin cũng đăng ký vào cùng một chỗ, như hai lớp đến học mà cùng trùng với nhau là không được. Thế nên đây là thông số quan trọng nhất, các bạn chú ý cái này, các bạn nên lấy bút ra ghi chép vào cái vần nháp của mình thì ghi rõ nhé. Cái thông tin là số phòng học của môn học làm thông số để mô tả là đây là cái số tiết maximum tại một thời điểm của môn đó được phép xếp, được phép chia ở trên thời khóa biểu. Đó. Thì những môn như là môn tin học, là môn lý, môn hóa, môn sinh là những môn nó có cái phòng thực thực hành mà số lượng phòng thực hành này là hữu hạn, thì cái này chúng ta chú ý nhé. Rồi, thì đó là đối với môn học. Sau đó chúng ta sẽ bấm nút là kết thúc và ghi lại và đóng và thoát ra nhé. Rồi, tiếp theo nữa là nhập giáo viên. Giáo viên thì như sau này. Giáo viên thì như này nhé. Giáo viên thì tôi không hiểu lắm cái bản của VNPT, thì bên VNPT nó đã cấp cho chúng ta giáo viên chưa tôi không biết. Nhưng mà bình thường nhà trường sẽ phải nhập vào từng giáo viên một. Thì chúng ta bây giờ trường này là 60 giáo viên, chúng ta nhập 60 người vào. Thì mỗi giáo viên chúng ta sẽ phải nhập là tên đầy đủ của giáo viên ở đây. Còn đây là mã giáo viên. Tên đầy đủ có thể viết đầy đủ nhất, có thể viết như ví dụ như là Vũ, Phương, Thảo, chúng ta có thể viết đầy đủ họ vào tên ra và có thể trùng nhau được. Ví dụ thế nhé. Nhưng mà mã thì không được trùng nhau. Mã thì không được trùng. Mã bảo đảm hai người giáo viên phải có cái mã khác nhau. Ví dụ trường chúng ta có hai người là Thảo cả thì chúng ta đặt tên là Thảo 1, Thảo 2 hay là Thảo V, Thảo T. V là toán, V là văn, T là toán chẳng hạn. Đó. Thì cách mà chúng ta sẽ tư duy trên thẻ có biểu là tư duy bằng cái mã chứ không tư duy bằng tên. Chứ chúng ta chú ý là như vậy nhé. Đây thì cho nhập giáo viên đầy đủ cho trường mình và nhập thêm cả điện thoại này, cả email. Vì phần mềm sẽ có tính năng là gửi email cho toàn cho từng giáo viên một. Thì trong cái website của EduVN chắc nó có chức năng là gửi thông tin cho giáo viên rồi. Rồi, thì đó là cái thông tin nhập cho giáo viên nhé. Tiếp theo là nhập mà một thông tin cuối cùng nữa nhưng mà rất quan trọng. Cái này để toán là chắc là bên ở trong cái VNPT nó không có. Chúng ta phải nhập đấy. Là chúng ta nhập cái gọi là nhóm giáo viên hay là nhóm chuyên môn. Cái này là vô cùng quan trọng, tôi nhắc lại. Vô cùng quan trọng luôn. Chúng ta sẽ nhập mà theo từng nhóm như là nhóm văn, nhóm toán, nhóm sử, nhóm địa. Tùy từng trường. Tùy từng trường chúng ta chia nào. Mà đây chính là cái nhóm chuyên môn.
mà mỗi nhóm này là nó dạy một số môn thôi, ít thôi. Thì dùng điểm gì? Cái giáo viên này nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là chúng ta sau này chúng ta sẽ gán các cái thông tin họp thuộc tính cho từng nhóm một. Ví dụ như là toàn bộ nhóm văn sẽ là họp, sẽ là họp chuyên môn ngày ở tiết mục ngày thứ ba, chỉ bấm lệnh thôi là áp dụng cho toàn bộ nhóm dạy văn. Nhóm toán là một lệnh như vậy thôi. Đó là một ý nghĩa nhất. Ý nghĩa thứ hai là chúng ta sẽ được phép là nhập công chuyên môn theo từng nhóm một, nó rất là nhỏ gọn. Chứ bình thường các bạn mà vào cái lệnh nhập chuyên môn ấy, nó cả một cái bảng rất to như thế này, đúng không? Chiều dài của nó là hàng hơn một chục cái môn học, thì nhập rất phức tạp, là chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cả, ta hay dễ nhầm lẫn. Nhưng chúng ta nhập riêng cho môn văn thôi, chứ mình hình nhập hiện đúng là môn văn và môn sinh hoạt thôi thì rất là dễ dàng, rất dễ nhập. Cho nên cái lệnh này là quan trọng. Tôi mô tả cái lệnh này nhá. Tôi bấm vào đây. Này, ở trường này là trường mà nó chưa hề có nhập nhóm giáo viên, mình vậy rất là dở. Chứ cái trường này là cái trường mà nó chung kinh nghiệm là tôi thử các bạn xem nhé. Đây giáo viên đây. Chúng ta sẽ tạo ra cái nhóm trước, xong chúng ta sẽ gán thành viên và gán cái môn học mà nhóm nó dạy. Để các bạn xem nhé. Đây. Ta sửa tôi nhập này. À, các bạn nhập nhanh nhập nhóm văn này, tôi bấm văn, bấm enter, nhóm văn, tôi bấm gõ toán, enter, nhóm lý, enter, nhóm hóa, enter, nhóm sử, enter, nhóm địa, nhóm sinh, ví dụ như vậy nhé. Đó rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nhập thành viên cho từng nhóm một, thành viên từng nhóm một. Ví dụ nhé, chúng ta bấm vào môn văn. Ở đây, chỗ này là hiện ra thành viên nhóm này, hiện là sống này. Bên này là toàn bộ nhà trường này. Ví dụ như tôi chọn này, Bích là dạy văn này, bấm vào đây. Phương Thảo dạy văn này, bấm vào đây. Giữ Hương Đê dạy văn này. Đó. Ví dụ như thế. Bên nhóm văn là có 4 người nhé. Đó. Thôi chúng ta sẽ chọn bên này. Chọn là nhóm này dạy môn nào. Thì môn sinh hoạt là cái môn mà chúng ta nên tích vào, vì môn sinh hoạt là môn giáo viên chủ nhiệm, ai cũng hầu hết ai cũng phải dạy cả. Bước vào đây và chọn môn văn nữa. Đó, thì như vậy là đây là tổ văn nhé, giáo viên văn nhé, dạy môn sinh hoạt và môn văn, được chưa? Đúng rồi, chúng ta bấm vào nút cập nhật. Đó, như vậy là nhập xong môn văn. Chúng ta chọn thử lại môn văn nhé. Đó, văn này. Bây giờ chúng ta có thể chỉnh sửa lại môn văn này. Nhập môn toán này, bấm toán vào đây nhé. Đây ta chọn là Hương B này, chọn là Huyền này, chọn là Nguyễn Thảo ở đây này, chọn giáo viên toán này, đó là những người dạy toán nhé. Với này chúng ta chọn là sinh hoạt, chọn là toán, đó, bấm nút cập nhật, được chưa? Đây thì đó là cái thao tác chúng ta nhập các cái nhóm giáo viên, sau là nhập thành viên của từng nhóm một bằng cách là lựa chọn và kéo sang, và cuối cùng là nhập các cái môn học mà cái nhóm nó dạy. Thì môn sinh hoạt bao giờ cũng nên tích vào một môn nữa của nhóm đó. Các bạn đã hiểu chưa? Thì khi ta nhập cái này rồi thì lát nữa sau này chúng ta sẽ được nhập thông tin cho từng nhóm một, cho nhóm văn riêng, nhóm toán riêng, nhóm lý, nhóm sử, vân vân. Được chưa? Xong rồi, bấm nút đóng lại, thoát ra. Đó, thì tới đây là chúng ta tới đây là tôi vừa nói xong các bạn ở cái bước 1. Bước 1 nhé. Nhắc lại, bước 1 là cái bước chúng ta chỉ nhập có đúng một lần thôi và không bao giờ nhập lại nữa. Hầu như không nhập lại. Tất nhiên là sang năm chúng ta có thêm một giáo viên nữa. Chúng ta đưa thêm vào. Sang năm có thêm một lớp nữa thì không sao, chúng ta lại thêm một lớp vào. Nhưng mà nói chung là cái này là hầu như không thay đổi. Thì bước 1 là gồm có hai cái bước con thứ nhất là nhập các cái thông tin về hệ thống của nhà trường như địa điểm lớp, phân phối loại tiết chuẩn hay là khối lớp hệ thống. Đấy. Và thứ hai là nhập các dữ liệu gốc bao gồm là môn danh sách môn học, danh sách giáo viên, lớp học và nhóm giáo viên. Còn phòng ta bỏ qua nhé, phòng này hoàn toàn là ta hiện nay không, phần mềm có chức năng đó cho nên chúng ta không dùng đến. Được rồi, như vậy là xong bước thứ nhất. Bây giờ nói sang bước số 2 này cũng hầu như ta nhập có một lần thôi, hầu như nhập một lần. Tất nhiên là mỗi năm cũng có thể thay đổi, nhưng mà cũng hầu như không thay đổi. Là nhập gì? Là nhập thuộc tính của môn học và ràng buộc của giáo viên nhé. Như vậy gồm có hai chức năng chính. Một là nhập thuộc tính môn học, thuộc tính sư phạm môn học. Hai là ràng buộc giáo viên. Về giáo viên thì chúng ta có nhập có hai loại ràng buộc cho nhóm
giáo viên, tôi bảo cho từng giáo viên nha. Đó. Thì bây giờ tôi nhắc đến kia lệnh thứ nhất là nhập cái tính chất môn học hay là cái tính chất ràng buộc của môn học. Tính chất này nó quy định để sao cho cái việc xếp không được trên lớp ấy nó là hợp lý. Chứ nếu mà chúng ta mà không quy định cái này ấy, thì nó xếp lung tung, nó xếp là văn văn toán toán hay là địa lý đúng không? Sử địa rất là xấu xí. Chúng ta nhập cái này vào thì nó xếp thứ biểu nó nói chung là tương đối là hợp lý về mặt sư phạm, hợp lý, sinh có thể học được bình thường. Thì đây chính là nhập cái thứ tính này một lần thôi, đơn giản. Rồi là như sau này, tôi mô tả cái lệnh này nhé. Chúng ta vào cái thực đơn là dữ liệu. Sau khi mở dữ liệu ra, ta vào thực đơn dữ liệu và vào lệnh là nhập tính chất môn, nhập cái này này. Đây là lệnh đầu tiên của nhóm của bước số 2 nhé. Ta vào đây. Thì khi vào đây thì phần mềm sẽ hiện ra cho chúng ta là các cái tính chất của môn học chúng ta cần phải chọn và gán. Cách làm là như sau, chúng ta chọn tính chất của môn học, sau đó là chọn môn, xong tiếp theo là chọn lớp để gán cho cái tính chất này. Thông thường các tính chất này là ta chọn và gán cho toàn trường luôn, cho trừ trường hợp của chúng ta có những lớp học đặc biệt, tôi nói. Thì trong phần mềm chúng ta có thấy trên màn hình là có bao nhiêu, là có tất cả là 17 thuộc tính của môn học, nhưng thực tế chúng ta hầu như không dùng. Thực tế chúng ta chỉ dùng tính chất số 1 và số 3 là hay dùng nhất. Số 1 là có một công thức xếp liền, thông thường là xếp cho môn văn môn toán cho toàn trường luôn. Thông thường môn văn môn toán là trong tuần có một cặp tiết xếp liền nhau, dùng để kiểm tra gì đó quan trọng. Thì như vậy cái lệnh số 1 này, cái thông tin số 1 này là dành cho một phần môn toán chung cho toàn trường. Nếu chúng ta là trường chuyên thì là lớp chuyên sử sẽ có hai tiết sử liền nhau, lớp chuyên lý có hai tiết lý liền nhau, thì chúng ta đã gán cái này cho cái môn lý cho cái lớp chuyên lý. Còn nói chung mặc định là chúng ta sẽ gán cái này cho văn môn toán là số 1 nhé. Cái số 3 là chỉ học một tiết một ngày, đây thật là một ngày, đây chữ ngày đây thật là một buổi học đấy, là một buổi cho một tiết thôi. Thì đa số tất cả các tiết còn lại, các môn học còn lại của trường học của chúng ta trừ môn văn môn toán được học một buổi học, chỉ học một tiết thôi. Ít khi học gọi là lý xong văn toán sửa lại lý ở dưới lắm, phần thường là một tiết lý thôi nhé. Đó thì đó là cái như vậy là cái số 1, số 3 là hay dùng nhất. Số 4 ít khi dùng. Số 4 là chỉ dùng khoảng cái năm dành cho môn thể dục ở nơi thật nóng, ví dụ như là miền Trung chẳng hạn, từ Hà Tĩnh trở vào nóng quá thì tiết năm cho nó nghỉ. Hay là số 6 không học tiết 1, dành cho những tỉnh miền núi rất lạnh thì cái môn thể dục không học tiết 1. Còn lại cái chỗ khác là để đấy thôi chứ không, hầu như không dùng. Bây giờ tôi mô tả nhé, mô tả thao tác với 1 và với 3 nhé. Thật sự tôi gán là 1 là gán cho môn văn môn toán. Tôi bấm vào đây. Ở đây này, đây nó gắn rồi, nó gắn là môn văn rồi này. Đấy, nó gắn văn, nhưng tôi gắn tiếp cho môn toán nhé. Toán chưa có này. Bấm vào đây toán này. Chọn môn này. Bấm nút bổ sung này. Ở đây có thể là gắn buổi sáng, buổi chiều, tôi bấm nút bổ sung luôn. Bổ sung này, chọn toàn trường luôn. Bấm bổ sung này và chọn toàn trường. Đó, toàn trường nhé. Xong, kết thúc. Đó, thì như vậy là cái môn toán này này là đã được gán cái thuộc tính là gì, là có một cái xếp liền cho toàn trường luôn. Văn này có rồi đây. Giả sử nhé. Giả sử trường chúng ta có một lớp học nào đó, lớp dụ lớp 7A chẳng hạn, là lớp mà chuyên lý cần có là môn lý có một cái tiết xếp liền cho môn lý. Tôi bấm vào lớp dưới đây. Bấm vào đây nhé. Rồi, bấm nút là bổ sung và chọn, ví dụ đây. Chọn ở đây. Đó, chọn là ví dụ là chọn 921 chẳng hạn. Là cái lớp dựa lại trên môn là cái lớp chuyên lý. Kết thúc. Đó thì như vậy là cái thuộc tính là có một công thức xếp liền đây là gán cho môn toán cho toàn trường, gán cho môn vật lý lớp 9A0, gán cho môn văn toàn trường. Các bạn đã hiểu chưa? Nhưng mà gán đã xong thôi mà nhé. Xong rồi chúng ta ghi dữ liệu và chúng ta kết thúc ở đây. Rồi bây giờ tôi gán tiếp cho thuộc tính thêm số 3 nhé, là chỉ học một tiết cho một buổi học đấy. Bấm vào đây và chọn, thì đã làm hết rồi này. Chọn tất cả các môn khác là đều là học một hết này. Chúng ta nó chỉ việc nó bấm vào môn này, bấm bổ sung này và chọn toàn trường, thế là xong. Cách làm như thế như vậy, xong rồi kết thúc thoát ra thôi, kết thúc.
Đó, thì đó là cái lệnh là nhập thuộc tính môn học hay là các cái tính chất sư phạm của môn học. Thì cái này là cũng nhập một lần thôi, hầu như không nhập lần thứ hai, lần cho chung cho toàn trường, cho tất cả các năm học sau luôn. Rồi, tôi sang cái phần thứ hai của bước số 2 là nhập gì, là nhập nhập giảng mục của giáo viên. Thì ở đây nó có hai cái lệnh con, lệnh là nhập cho từng giáo viên và nhập cho từng tổ trong giáo viên. Hai này nó hơi giống nhau nhưng mà các bạn chú ý nhé. Trước khi mà nhập tôi cho chú ý là đây là lệnh để nhập các cái ràng buộc giáo viên để khi xếp cho biểu phần mềm khi xếp tự động ấy, nó sẽ tránh ra, nó sẽ tránh ra. Nhưng mà cho chú ý như sau này. Chú ý là chúng ta là không được nhập quá nhiều ràng buộc giáo viên. Nhắc lại nhé. Vì nếu mà nhập quá nhiều thì phần mềm trước sau cũng phá vỡ các ràng buộc đó. Chúng ta nhập ít thôi, nhập cho vài người thôi. Và nhập những cái thuộc tính ràng buộc cơ bản thôi, không nhập quá nhiều. Nhé, chúng ta chú ý, các bạn ghi chép vào đấy, cho chú ý nhé. Còn tiếp theo này, với từng nhóm tổ giáo viên, chúng ta chỉ nhập một thứ thôi là nhập cái tiết họp. Họp là một cái ô trên màn trên màn hình được chỉ định là họp của giáo viên. Thì nếu mà họp ấy, thì giáo viên đó là không dạy môn nào cả nữa. Khi họp là như vậy, họp là một cái ràng buộc cứng, ràng buộc cứng. Ngoài họp ra thì có những ràng buộc khác, đều là ràng buộc, mà tôi gọi là ràng buộc mềm, ràng buộc mà phần mềm có thể phá vỡ và ghi tiết vào đó, nhưng mà đã cứng là không thể phá vỡ được. Vậy họp là một cái ràng buộc cứng. Như vậy đối với từng nhóm tổ giáo viên thì nên chỉ nhập cái thông tin ràng buộc về họp thôi. Còn với từng giáo viên thì cho phép nhập các cái ràng buộc khác. Tuy nhiên là nhân tôi nhắc lại là không nên nhập nhiều, nhập ít thôi. Rồi, thì tôi mô tả lệnh nhé. Đây. Chúng ta sẽ có hai lệnh, một lệnh là nhập yêu cầu cho một nhóm và hai nhập cho từng người một. Thì đây, đây lệnh là đây trong thực đơn dữ liệu nhé. Đó. Lệnh này này, đây lệnh là nhập yêu cầu cho từng nhóm, cho một nhóm. Còn đây, lệnh này to hơn là yêu cầu cho từng giáo viên. Thì hai lệnh này nó đã giống nhau. Tuy nhiên ở cái lệnh yêu cầu giáo viên nó có nhiều thông tin hơn, còn bên này nó ít hơn. Tôi muốn cho bạn xem lệnh này nhé. Lệnh nhập yêu cầu của từng nhóm giáo viên, ta vào đây. Rồi. Thì đây là cái lệnh mà chúng ta sẽ nhập yêu cầu cho từng cái nhóm giáo viên nhé. Chọn nhóm bên này, chọn nhóm văn, nhóm toán, nhóm lý, nhóm hóa, chọn nhóm lý chẳng hạn. Thì tại đây thông tin cho nhóm lý nhé. Thì nhân nhân lại là các bạn có thể bỏ qua tất cả, chúng ta không 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 quan tâm vào đây. Chúng ta chỉ quan tâm vào chỗ này thôi, chỗ này này. Ở đây là nhập cái thông tin chi tiết cho từng buổi một nhé. Sáng này, chiều này, đó, sáng này, chiều này. Bây giờ sửa nhé. Tôi muốn là cái nhóm lý này phân công cho nhóm lý là sẽ họp vào tiết 2 ngày thứ năm buổi sáng. Buổi sáng đây nhé. Là cho chú ý nhé, để sáng này. Thứ năm này, tiết 1, 2, 3, 4, 5, tiết 2 đây. Đó, tôi muốn là toàn bộ tổ lý sẽ họp vào tiết 2 ngày thứ năm. Thì tôi sẽ chọn một chức năng đặt cái ràng buộc là họp. Là như sau này, các bạn kích đúp vào đây. Đó, và đặt cái chế độ là họp. Đây các bạn thấy nhá, nó có nhiều chế độ nhá, chế độ là dỗi là không còn là hủy ràng buộc, bận, họp, nghỉ và hạn chế. Thì tôi nói thêm này, hạn chế này, nghỉ và bận là những ràng buộc mềm đưa vào để biết thế thôi, như vậy thôi, phần mềm có thể phá vỡ ràng buộc này. Nhưng mà họp là cứng. Họp đi, bấm vào đây. Vậy đã họp ở đây là cứng. Khi chúng ta đặt họp ở đây là phần mềm sẽ không thể xếp vào tiết họp được nữa. Đó là tiết này là tiết cứng, học giáo viên của môn lý sẽ được nghỉ nghỉ vào tiết 2 ngày thứ năm, được chưa? Đấy, cho nên tôi nói là cái lệnh nhập nhóm giáo viên ấy là cái lệnh dành riêng cho cái tổ nhóm giáo viên. Chúng ta nên nên đặt làm một thứ thôi là nhập cái tiết họp thôi nhé. Rồi xong rồi, thì khi mà làm xong chúng ta bấm vào đây kết thúc. Đó, thế là xong cái lệnh là nhập nhóm giáo viên. Bây giờ tôi sẽ nhập cái ràng buộc của nhóm giáo viên. Bây giờ tôi sang lệnh tiếp theo là chúng ta nhập cho từng giáo viên. Này, phức tạp hơn rất là nhiều lần. Đây, tôi cho bạn xem. Đây, này đây. Lệnh trong thực đơn dữ liệu nhá. Lệnh chính này, dữ liệu. Lệnh này, nút này là to này. Chúng ta vào đây này. Đó. Thì đây là cái lệnh mà chúng ta được phép nhập nhiều thông tin hơn. Mà tôi nhắc lại là mặc dù nhiều thông tin hơn thôi, nhưng mà chúng ta cũng không nên nhập quá nhiều thông tin. Lát nữa các bạn sẽ hiểu vì sao là như vậy. Nếu chúng ta mà nhập quá nhiều thông tin vào cái ràng buộc của giáo viên ấy, thì trước sau phần mềm cũng phá vỡ. Nhập ít thôi,
thường chúng ta về chúng ta có 60 người nhé, chúng ta nhập cho hai ba người ràng buộc thì khi xếp phần mềm sẽ bảo đảm hai người này, hai ba người này là ngon lành, là chuẩn luôn. Nhưng nếu chúng ta mà làm ràng buộc cho hơn 10 người hay là 15 người hay là 20 người thì bảo đảm trong người này có những người bị phá vỡ, mà phá vỡ rất nhiều là khác nhé, chúng ta chú ý. Thì ở đây chúng ta chú ý nhé, ở trên này là những cái ràng buộc chung thì chúng tôi đã đặt cái chế độ là tương đối là chuẩn rồi. Ví dụ như là thời gian chờ dạy lớn nhất là 1 tiết, tức là cho phép giáo viên được nghỉ 1 tiết giữa chừng ở trong nhà trường, cho phép là trong 1 tuần được phép nghỉ 3 lần như vậy đó, nên là cái ràng buộc nhé. Chúng ta có thể sửa lại đây, không thì là tốt quá, ta không là ngon lành, nhưng mà ràng buộc này cũng có thể bị phá vỡ, mặc định là một nhé. Ở đây này là số môn học tối đa trong một buổi học là 5, mà chúng ta có thể đặt lại là ví dụ là 2 thôi. Lên lớp thì giáo viên dạy 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 2 môn thôi, chứ dạy nhiều môn quá thì là không, thì là giáo viên không thể mang đủ giáo án đi, rất là khó chuẩn bị bài đó. Lệnh nữa là dạy một giáo nữa là không dạy liên tục qua trưa, tức là nếu mà dạy tiết 5 buổi sáng thì sẽ nghỉ tiết 1 buổi chiều, hoặc dạy tiết 1 buổi chiều thì sẽ nghỉ tiết 5 buổi sáng rồi. Còn đây là những ràng buộc cho từng buổi sáng chiều, cũng như vậy trên 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 cái ở trên cái ô này chúng ta có thể đặt cho đặc điểm thứ bảy, đặt là xin là nghỉ dạy, xin là nghỉ, ví dụ như vậy nhé, xin là nghỉ, xin phép nghỉ, tức là xin hạn chế dạy là nghỉ đấy đó, ví dụ như vậy nhé. Đợi một chút nhé, alo. Mình nhận rồi, chứ mình chưa, bận quá mình chưa trả lời được nhé, khoảng ngày mai mình sẽ trả lời. Mình nhớ rồi, mình nhớ nhé. Thế nhé, được chưa nhá. Thì như vậy đây đây là một cái ràng buộc cho cái giáo viên này, giáo viên bình B này, bích B này, xin phép là tôi xin phép được nghỉ cả thứ bảy bằng bằng các hạn chế là nghỉ ở đây. Nhưng mà tôi nhắc lại là cái lệnh nghỉ ở đây này là cái ràng buộc này là một đoạn ràng buộc mềm. Ràng buộc mềm là gì? Ràng buộc mềm là ràng buộc mà phần mềm có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Còn họp là ràng buộc cứng nhé. Ở đây là cái ràng buộc là xin phép dạy là buổi sáng dạy từ tiết mấy đến tiết mấy. Ví dụ tôi xin phép dạy từ tiết 2 đến tiết 5, vì tiết 1 tôi phải đi đi đưa con đi học. Và buổi chiều xin phép dạy là từ tiết 1 đến tiết 4, xin phép nghỉ tiết 5 đi đi đón con. Đây cũng là ràng buộc mềm. Còn ở đây là ràng buộc liên quan đến nghỉ. Nếu mà đặt là số ngày nghỉ trong tuần là đây là 1, thì phần mềm sẽ cố gắng là xếp là trong 1 tuần có 1 ngày nghỉ thông suốt cả sáng và chiều, nghỉ cùng lúc sáng chiều và cùng một ngày. Còn nếu chúng ta tích bỏ ở đây, chúng ta bấm vào đây, chọn là 1 ở đây, thì phần mềm sẽ cho phép chúng ta là vẫn vẫn xếp và cho phép chúng ta là nghỉ 1 buổi, nhưng mà là buổi sáng nghỉ khác, buổi chiều nghỉ khác. Vì buổi sáng phần mềm sẽ xếp chúng ta là nghỉ ngày thứ ba, nhưng mà chiều sẽ nghỉ ngày thứ 4, nó không trùng nhau rồi. Tiếp nữa chúng ta có thể bỏ ở đây và chúng ta có thể chọn ở thế này, tôi muốn là chọn cứng là cho phép xin phép dạy ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy, xin phép nghỉ ngày thứ năm. Đó là cũng làm cách chúng ta đặt các cái lựa chọn, các cái ràng buộc của giáo viên. Nhưng mà nhắc lại, ràng buộc này vẫn là ràng buộc gì, vẫn là cái ràng buộc mềm. Được chưa ạ? Đó đó là những đây, còn chúng ta bấm sang ràng buộc khác thì ở đây nó có cái thông tin là có 2 cái ràng buộc, một là 1 ngày chỉ dạy một địa điểm, hoặc là bỏ đi là dạy một địa điểm trong 1 buổi. Thì 2 cái ràng buộc này này là ràng buộc cứng, riêng 2 này là cứng nhé, chứ không phải là mềm. Riêng 2 cái ràng buộc về địa điểm nhà trường ấy là ràng buộc cứng, không có thì thôi, nó bỏ đi thì thôi, còn nếu mà có ấy, thì là cứng. Được chưa? Đó đây, đó là những cái lệnh mà chúng ta chú ý là nhé. Rồi, thế như vậy tôi vừa nói xong cái lệnh nhập cái ràng buộc của nhóm tổ và từng giáo viên, và cũng là xong cái bước số 2. Nhưng mà tôi vừa nói xong các bạn là đến bước số 2 nhé. Chúng ta tất cả có 7 bước tất cả. Bây giờ xong xong bước số 2. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang bước số 3. Bước số 3 là đây đến 5 rồi.
Bước số 4, bước số 3, đây số 3. Bước số 3 là nhập cái bảng phân công chuyên môn cho thầy có biểu. Thì tự nhiên tôi nói lỗi rồi, đây là cái bước mà dễ nhầm lẫn nhất, mất thời gian nhất, mà là chúng ta cũng rất là mệt mỏi nhất. Đầu năm chúng ta người nhập sẽ thầy có biểu sẽ phải được hiệu trưởng được trong cái bảng tài năng giác phân công chuyên môn của tất cả các lớp, tất cả giáo viên trong nhà trường. Chúng ta phải nhập cho từng lớp một, từng môn một, từng giáo viên một. Thì đây là cái lệnh mà cái lệnh theo tôi là cái lệnh dễ nhầm lẫn nhất, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào lệnh đó, cũng đúng lệnh thôi nhưng mà làm cẩn thận. Lệnh này đây, chúng ta vào cái lệnh là dữ liệu và lệnh này phân công giảng dạy. Thì tôi nói luôn, lệnh phân công chuyên môn này này là chúng ta nhập phân công chuyên môn cho sáng và chiều riêng, sáng và chiều riêng. Một số nhà trường là có thể học cả ngày nhưng mà chúng ta vẫn phân công sáng riêng và chiều riêng. Nhắc lại gọi như thế nhé. Đó, chúng ta vào đây, chúng ta vào đây và đây là cái đêm chúng ta sẵn rồi. Chúng ta nếu mà bình thường là bạn đây trống trơn không có gì cả, tôi làm tôi sẽ xóa thử cho các bạn xem. Tôi xóa cái lệnh xóa không nhỉ, xóa toàn bộ cái bảng này đi, chúng ta hình lại từ đầu nha. Đây, vậy đây cho tình như này đúng không? Thì các bạn thấy đấy là khi chúng ta vào thì cho vào cái màn hình rất lớn và chiều dọc của chúng là toàn bộ giáo viên trong nhà trường đây. Chiều ngang là toàn bộ các môn học, thấy không nào? Nhưng cái bảng này nó rất là mỏi mắt, rất là phức tạp. Thì bây giờ nhìn sau, chúng ta sẽ nếu chúng ta đã nhập nhóm giáo viên rồi, chúng ta sẽ nhập cái bảng này theo từng tổ giáo viên, nó rất là gọn nhẹ. Đây, chúng ta bấm vào đây nhé, kích đúc vào đây và chọn là chọn nhóm giáo viên. Bấm vào đây và chọn cái tổ nhóm tập 4 phân công chuyên môn, chọn tổ văn chẳng hạn, bấm vào đây, kích vào đây, lập tức là máy sẽ gọn nhẹ lại, lập tức là nó đưa là chúng ta gọi thế nhá. Cái đặc biệt thấy ý nghĩa của cái nhập nhóm giáo viên đấy, ở bên trái là chỉ có những người ở nhóm văn hiện lên thôi, ở đây chỉ hiện là môn sinh hoạt và môn văn thôi, thấy không nào? Như vậy nó rất là gọn nhẹ, nó rất là đơn giản, chứ khỏi phải nhìn một cái bảng rộng. Cho đây là đây chính là ý nghĩa của cái lệnh là nhập cái tổ chuyên môn của giáo viên. Các nhập là như sau nhé. Môn sinh hoạt thông thường là có một tiết là cái môn thì là môn chủ nhiệm, thì một người chỉ dạy một lớp thôi chứ không thể xếp là một người nhập dạy hai lớp. Còn văn thì vô tư, một người có thể nhập dạy nhiều lớp. Cái làm như sau, chúng ta bấm chuột phải lên khung này, bấm chuột phải lên và bấm một nút chọn lớp. Phần mềm sẽ hiện ra các cái lớp mà chúng ta cần chọn để dạy cái môn này. Phần sinh hoạt là một lớp thôi, ví dụ là lớp Bích B chủ nhiệm lớp 830 kết thúc. Đó. Phương Thảo, bấm đây, Phương Thảo sẽ chủ nhiệm lớp 9A1. Lấy ví dụ như vậy. Được chưa? Đấy. Thế theo môn văn nhá. Văn đây, khối 8. Bích B sẽ được phân công, ví dụ phân công là lớp 8A1, 8A2 và 8A2, như vậy là 2 lớp 8, 3 lớp 8 và 2 lớp 9, ví dụ lớp 9 này. Đó. Ví dụ là Phương Thảo sẽ được phân công tiếp là 8A3, 8A4 và phân công tiếp dạy một lớp 9, ví dụ lớp 9 này. Đúng không? Hương Đê, ví dụ phân công dạy lớp 8A5 và phân công dạy lớp 9. Ví dụ nhé. Đó. Đây là cách chúng ta nhập phân công chuyên môn. Bình thường là không có gì cả như này nhé. Đấy. Thì các bạn chú ý nhé. Khi mà phân công chuyên môn nhé, thì ở chỗ này nó có cái mở ngoặc 4 này. Nó ngoặc 4 này là cái gì đây? Đây là cái số tiết chuẩn mà ở trong cái bảng phân phối tiết chuẩn nó đưa sẵn đây rồi. Thì khi mà số tiết chuẩn là 4 nhé, thì khi chúng ta nhập là 8A3 đây thì phần mềm sẽ mặc nhiên tự động chọn là Phương Thảo dạy 8A3 một tuần dạy 4 tiết. Đó. 8A4 một tuần dạy 4 tiết. Được chưa? Ví dụ như vậy. Nhưng mà tôi giả sử như sau nhé. Tôi giả sử cái lớp 8A5 này này không phải là không là lớp là lớp chuyên. Mà tôi muốn là năm nay là không phải một tuần 4 tiết mà tăng lên một tuần 5 tiết, làm như nào? Tôi sửa như sau, tôi có thể sửa được từng tiết một của từng lớp một nhé. Làm như sau nhé. Các bạn sẽ nháy đúp vào đây. Nháy đúp vào và hiện con trỏ soạn thảo. Đó.
chúng ta sẽ di chuyển vào đây, di chuyển vào đến trước số 5 là chúng ta mở ngoặc, bấm số gõ số 5, đóng ngoặc. Đó. Và enter. Đó. Được chưa? Phần mềm hiện ra là 5 ngay lập tức. Như vậy cái số tiết một phân công mà khác với tiết chuẩn thì hiện ra là số 5 nhé. Giả sử lớp 8A3 là dạy là phân công chuyên môn không phải là 4 tiết mà là 3 tiết thôi. Tháng 3 là cái lớp chuyên ví dụ là lớp là chuyên toán, tăng toán lên nó giảm văn đi. Thì làm như sao? Chúng ta kích đúc vào đây. Đó, và chúng ta di chuyển con trỏ chuột vào đây, con trỏ thân thảo vào đây và ta đã mở ngoặc gõ số 3 vào đây. Đó. Được chưa? Đấy, như vậy là phương thảo ở đây là dạy môn văn 8A3 là 3 tiết. Dạy 8A4 là 4 tiết. Được chưa? Mọi người đã hiểu chưa? Nhé. Bây giờ giả sử thêm một ý nữa này. Giả sử ở đây là phần mềm nhập sẵn mặc định cho mọi năm là khối 9 mặc định là văn là 5 tiết. Nhưng mà giả sử ở năm nay ở trên phòng đưa xuống là khối 9 sẽ giảm xuống là môn văn là 4 tiết thôi. Làm thế nào? Làm như sau. Chúng ta sẽ sửa trực tiếp tại ô này và sẽ làm cho tất cả các ô này là sửa theo. Ta để có trỏ vào đây nhé, bấm chuột phải và chọn cái lệnh là thay đổi số tiết mặc định thì nó sẽ thay đổi cái ô ở phía trên cơ. Đấy, ta bấm vào đây này. Đó, ở đây là số 5, chúng ta sửa lại là 4. Vào đây nó có hai lựa chọn. Một là các lớp đã nhập trong khối này thay đổi theo, là thay đổi từ 5 xuống 4, hoặc là giữ nguyên không thay đổi cái đã nhập. Ta đồng ý, ta bấm nút là chọn là chức năng là thay đổi theo nhé, bấm nút kết thúc. Đó, thì tất cả chỗ này là đổi hết thành 4 rồi này. Đó, bạn thấy không nào? Đấy, như vậy là chúng ta chú ý những cái lệnh quan trọng khi nhập cái bảng phân công chuyên môn. Cái này là cái rất quan trọng luôn nhé. Thì bây giờ tôi nói khi chúng ta nhập xong rồi thì làm thế nào để kiểm tra được là nhập thế này là đúng hay là sai, hay thiếu hay thừa, vì nó quá lớn mà. Làm thế nào? Thì có cách như sau. Đây. À, tôi nói luôn nhé, là nhập đây là nhập buổi sáng. Còn chiều bấm vào đây là nhập buổi chiều nhé. Đây là sáng, đây là chiều. Tôi chọn cho mọi giáo viên này nhé. Đây là buổi sáng này, đây là buổi chiều. Được chưa? Đó. Thế thì chúng ta nhớ là nhập riêng nhé, sáng riêng và chiều riêng. Nhắc lại thì chúng ta ở đây phần lệnh chúng ta đang xem đây này là cái lệnh, nó là cái lệnh con của trong cái lệnh tổng thể này, là cái lệnh là nhập theo khối lớp nhé. Chúng ta có thể vào lệnh là nhập theo lớp. Thì ở đây nó có cái lệnh là chúng ta có thể xem, quan sát và xem phương pháp dạy của từng lớp một, và chúng ta biết ngay được là đúng hay là sai. Tôi vào đây xem thử nhé, vào đây. Đó. Thì bây giờ chúng ta xem được nhé. Ở đây khó nhìn. Thôi tôi mở một cái file khác ra để cho dễ nhìn. Cái file này nó khó nhìn quá. Để tôi mở một file khác ra cho. Đây tôi mở một cái file khác ra cho nó dễ nhìn hơn nhé. Tôi sẽ mở cái file mẫu tôi làm sẵn cho máy tính rồi cho nó dễ nha. Đây, tôi lấy cái môn này chẳng hạn. Tôi kiểm tra một chút nhé, xem đã nhập được nhiều chưa nhé. Ôi xin lỗi. Ở đâu nhỉ? Bạn đang chưa chia sẻ hả? Rồi, tôi vào đây xem thử nhé. Tôi kiểm tra một chút cái môn này một tí thôi, kiểm tra đã xếp chưa. À, bây giờ tôi sẽ xóa đi. À, tôi xóa đi, tôi làm lại nhé. Đây là một trường khác. Nhưng mà tôi xóa hết đã đi, tôi xóa toàn bộ thì có biểu điện đã nhé. Xóa toàn bộ. Tôi xếp lại từ đầu cho chúng ta xem. Rồi, bây giờ tôi vào đây tôi xem này. Đây nhé, đây là một lớp khác. Một trường khác là họ đã nhập xong rồi này. Bây giờ tôi vào kiểm tra này. Đây tôi vào cái lệnh là tôi vào cái chức năng ở trong mình này nhé. Lớp mình đã nhập xong rồi nhưng mà rất là khó rồi. Đây là màn hình rất là khó kiểm tra xem đã nhập xong chưa cái phương chuyên môn cho toàn trường. Thì là vào chức năng sau kiểm tra này. Chúng ta vào chức năng là nhập theo lớp. Ở đây nhé. Đó. Thì màn hình sẽ hiện ra một cái bảng thống kê theo từng lớp một. Từ khối lớp khối 7 này, khối 8 này, khối 9. Thấy không nào? Ta xem này, khối 7 nhé, tổng số tiết được án là 27 tiết. Nhà khối 7, khối 8 tổng số là 28 tiết. Khối 9 tổng số là 27 tiết. Thấy không nào? Đó. Thì các bạn nhìn vào đây các bạn có thể thấy ngay là nếu mà là 27 tiết thì là chuẩn rồi.
Chứ nếu mà đây lớp 7 là 27 tiết, từng nó có một lớp khác ở đây chèn vào đây là 28 như vậy là sai rồi, hay là chỗ này là có một lớp 7C lại là 26 tiết như vậy là sai, như vậy là thiếu. Nhưng mà đây là 28 là thừa, 27 là chuẩn. Lớp 8 ở đây là 28 tiết như vậy là chuẩn rồi. Chẳng may có một lớp ở đây lớp 8C lại vào lên là 29 tiết như vậy là sai. Được chưa? Đó, chúng ta vào lệnh này nhé, là để chúng ta có thể quan sát được tất cả các lớp ở trên màn hình. Nếu mà thừa có thiếu, chúng ta nháy nút vào đây. Nháy nút vào đây và chúng ta vào đây chúng ta có thể chỉnh sửa từng ô một, thêm mới gọi là xóa hoặc chỉnh sửa số tiết ở đây. Từng giáo viên một theo môn học, như là cái môn 7C nhé. Môn kỹ thuật công nghiệp, giáo viên là Hoàng Thị Hạnh, phân công là một tiết. Chúng ta có thể xóa đi nếu còn thiết, nhưng mà thấy là đây không đúng xóa đi, hoặc là thay đổi số tiết ở đây. Được chưa? Đó. Đây vào đây chúng ta có thể thay đổi cái chi tiết từng lớp một theo một một cái màn hình khác nhé. Đó thì đó là cái, tôi nhắc lại này, cái lệnh mà từ cái màn hình nhập công chuyên môn đấy mình này này nhìn nó khó thì chúng ta phải vào lệnh này để chúng ta kiểm tra xem đã nhập chính xác chưa. Tôi nhắc lại là cái bước số 3 này là bước rất quan trọng. Nếu chúng ta mà nhập nhầm nhé, nhập sai thì sau này là xếp xong rồi là sẽ phải hủy hết để làm lại. Lấy ví dụ nhé, chúng ta nhập cho toàn trường rồi, nhập xong rồi, treo lên màn hình rồi, treo lên mảng thì cả lớp vào xong rồi, nhưng mà hóa ra là lớp giờ mới 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 hòa mới 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 tá hỏa là nhầm lớp 7A này môn văn phải là cô Bình dạy, hóa ra mà lại nhập sai là cô Hòa dạy, thế toi rồi. Hiệu trưởng phân công là cô Bình, bạn lại xếp nhầm là cô Hòa, mà thứ đồ đã lên rồi và thì chúng ta sẽ phải xóa hết đi làm lại, biến ảnh hưởng không phải chỉ cô Hòa cô Bình, ảnh hưởng tất cả các lớp mà cô Hòa cô Bình dạy, ảnh hưởng đến toàn trường luôn. Cho nên chúng ta phải nhập chính xác cái bảng này là vì vậy. Các bạn đã hiểu chưa? Ở cái bảng này mà nếu chúng ta làm cầu thả đấy, không cẩn thận đấy, làm là nhập thừa nhập thiếu ấy, thì nhập thừa thì không không xét được 100%, nhập thiếu thì sẽ bị là bị xếp xếp thiếu, mà nhập sai thì sẽ phải làm lại từ đầu. Cho chúng ta sẽ phải rà soát rất cẩn thận cái bước này. Bước này là cái bước mà rất quan trọng luôn nhá. Được rồi. Thì sau khi mà xong bước này rồi thì chúng ta sẽ sang bước số 4, nhắc lại. Bước số 4 là bước mà vô cùng quan trọng. Trước khi sang bước 5. Bước 5 là bước chúng ta bấm một nút xếp xong, xong toàn trường luôn 100% trong một vài phút. Thì sau khi xếp xong, chúng ta có thể ung dung là xếp là đưa ra cho hiệu trưởng in ra và dán lên là học sinh đi học rồi. Bước 4 nếu mà làm sai thì không thể làm được bước 5. Chúng ta chú ý nhé. Thì bước 4 là cái bước mà rất quan trọng, mà bước 4 là bước mà các nhà trường hay hay làm sai nhiều nhất đấy, vì các nhà trường không hiểu hết chỗ này. Đâm ra là hay bị nhầm lẫn, hay là không hiểu chính xác. Không chính xác chỗ này cho nên là bị làm sai cái bước 4 này nhé. Thì tôi mô tả như sau này. Bước 4 nó sẽ chia làm hai công đoạn, hai bước gọi bước 4A đi với bước 4B. Bước 4A là chúng ta xếp tiết chào cờ và tiết không học. Tôi nói sau, dẫn lên tôi xong ngay bây giờ nhé. Và bước 4B là nhập xếp tiết sinh hoạt và tiết giáo viên chủ nhiệm. Đó. Nhắc lại nhé. Là nôm na là ở cái bước số 4 này chúng ta sẽ có bốn bốn cái bước, bốn lệnh con. Lệnh thứ nhất, xếp tiết chào cờ. Và nhớ nhé. Thứ hai, xếp tiết không học. Thứ ba, xếp tiết sinh hoạt. Và thứ tư, xếp tiết giáo viên chủ nhiệm. Đó, thì là bốn cái lệnh con đó là nằm trong cái bước thứ tư, là cái bước là chuẩn bị xếp 100% thì có biểu ở bước sau. Thì cả bốn bước này đều vô cùng quan trọng. Đấy. Biệt tôi nói luôn này. Chào cờ là cái gì? Chào cờ không phải là một môn học ở trong nhà trường. Không phải là môn học, không phải là ai dạy môn chào cờ, mà chào cờ là một tiết mà cả trường lấy xuống ngồi ở dưới sân để ta làm lễ chào cờ. Đấy. Nhé. Bây giờ có dịch Covid thì cũng chào cờ cũng ngồi tại chỗ thôi, nhưng mà là cái tiết mà học sinh ngồi tại chỗ mà toàn trường cùng lúc, không có chuyện là chào cờ là lệch nhau được. Như vậy chào cờ là một tiết đặc biệt, không phải là môn học nhé. Rồi. Chúng ta có một lệnh là xếp xếp một lệnh thôi là xếp toàn bộ toàn trường chào cờ luôn nhé. Cho toàn bộ buổi sáng, toàn bộ buổi chiều nếu có. Rồi. Đó là chào cờ. À, toàn luôn mình không học này. Không học là cái gì? Tôi sẽ mô tả chào cờ trước nhé. Tôi mô tả luôn trên máy tính cho nó dễ nhé. Đây. Chúng ta sẽ thích chào cờ. Chào cờ là một tiết đặc biệt và xếp thống nhất cho toàn trường cả buổi sáng, toàn trường cả buổi chiều nếu có nhé.
Thông thường là chào cờ là tiết 1 ngày thứ hai buổi sáng, hoặc là buổi chiều là tiết 5 ngày thứ bảy, lấy ví dụ như vậy. Rồi, chúng ta vào như sau, cho chúng ta thoát khỏi lệnh nhập không giảng dạy này. Chúng ta vào lệnh sau đây này. Lệnh chính, thân lệnh chính nhé. Và cái lệnh là xếp trước môn học này này. Đây chính là cái lệnh mà bước thứ tư đây. Tất cả 4 lệnh con đều nằm trong cùng lệnh này. Này nhé, này lệnh vô cùng quan trọng. Ta vào đây. Rồi. Thế đây là cái màn hình đây. Chúng ta sẽ phải làm 4 lệnh cùng một lúc đây. Các bạn chú ý nhé. Lệnh xếp chào cờ ở đây này. Không học là ở đây này. Sinh hoạt là ở đây này. Và đây là chữ cho bên chủ nhiệm. Vậy là 4 lệnh. 4 lệnh con này là ứng gì? Ứng với 4 cái này. Đây. Ứng với là chào cờ, không học. Và đây là sinh hoạt và chủ nhiệm. 4 lệnh con đó ở bước thứ tư là nằm trong cùng một lệnh này. Hãy các bạn chú ý nhé. Người ta sẽ mô tả các bạn là từng lệnh một. Đầu tiên là lệnh xếp chào cờ trước. Nhắc lại nhé. Chào cờ là cái tiết đặc biệt, không phải là một môn học, là cái tiết mà xếp một lần cho toàn trường trong một buổi học. Rồi chúng ta làm một thử nghiệm, chúng ta bấm vào cái nút chào cờ. Và ở đây chúng ta sẽ chọn cái lệnh người ta xếp. Thế nên có hai lệnh là xếp và hủy, mà đây là xếp nhé. Đây tôi xếp vào thứ tôi xếp là tiết hai ngày, tiết bậc ngày thứ hai nhé. Nếu có buổi chiều thì ta bấm vào đây, nếu không buổi chiều thì thôi. Đấy, bấm vào đây được chưa? Rồi xin lỗi, không có chữ lỗi của đây, chủ nhật không phải nhé. Các bạn chú ý là hiện nay là phần mềm của tôi đã hỗ trợ chủ nhật nhé, chứ chúng ta tránh đừng xếp vào chủ nhật. Chủ nhật là dành cho những cái đặc biệt thôi. Ở trường nào mà những cái trường đặc biệt gần cái ngày thi, nó sẽ mở rộng ra dạy chủ nhật thêm. Còn bình thường chúng ta không tính chủ nhật nhé. Rồi ta để vào đây nhé. Làm lệnh sẽ xếp các lớp buổi sáng học tiết 1 ngày thứ hai, và các lớp buổi chiều học tiết 5 ngày thứ bảy. Bấm luôn vào đây thực hiện. Đó, máy đưa vào luôn, máy nhập luôn vào toàn bộ các nhà trường nhé. Như vậy là xong tiết chào cờ. Đóng lại. Bây giờ kiểm tra các bạn xem này. Ta vào khung nhìn và vào lệnh này để kiểm tra. Show on đây. Show on là cái lệnh mà xem toàn trường theo từng buổi học một. Đây là buổi sáng này, đây là buổi chiều nếu có này. Đây buổi chiều đấy nhé. Buổi chiều đây. Chào cờ vào khung đấy nhé. Buổi sáng đây này. Buổi sáng đây nhé. Đây, chào cờ. Tất cả tiết chào cờ. Chào cờ là tiết đặc biệt hiện ra ở đây nhé. Nó không phải là trong thi tuyển giáo viên không có. Ta vào xem giáo viên nhé. Giáo viên này. Giáo viên là không hề có. Giáo viên không hề có cái tiết chào cờ đó. Nó chỉ hiện ở thời cấp biểu của giáo viên thôi, của lớp học thôi. Rồi, thì đó là xong cái phần chào, xong cái tiết chào cờ nhé. Rồi, ra không học. Không học là cái gì? Đây, không học là cái tiết đặt vào để cho học sinh nghỉ, không học vào tiết đó nữa. Thứ không học là cái tiết dùng để tạo khuôn cho các lớp học trong nhà trường. Thông thường không học là tiết đặt cho toàn một khối lớp, ví dụ tâm lệnh là toàn khối 7 sẽ về vào tiết 5 ngày thứ 6, toàn khối 8 về vào tiết 5 tiết 5 ngày thứ 6 ngày thứ 7, toàn khối 9 sẽ đi ra về bằng tiết 5 ngày thứ 3. Thì đó là tiết không học. Đặt vào khi mà cái số tiết được phân công dạy ở trong nhà trường cộng với chào cờ nhỏ hơn 30 thì chúng ta sẽ dùng không học. Để không học sẽ bằng 30 trừ đi tổng số tiết. Như là tổng số tiết ra là 27 nhé. 27 cộng 1 là chào cờ là 28. Vậy là còn thừa 2 tiết trống. Đặt 2 tiết không học vào đó cho học sinh ra về cùng một lúc. Được chưa? Rồi thì tôi vào xem thử nhé. Chúng ta vào xem lại cái trường này nhé. Ta xem lại phương pháp dạy này. Ta xem lại từ lớp 1 nhé. Đây này, khối 7 nhé. Khối 7 tổng số là 27 tiết. Được chưa? Được phân công chuyên môn. Cộng với một chào cờ là 28. Suy ra là lớp 7 sẽ có 2 tiết trống. Phải có 2 tiết không học. Khối 7 sẽ, trong một tuần sẽ có 2 tiết sẽ ra về vào thứ 5. Khối 8 là 28 tiết. Được chưa? Cộng 1 chào cờ là 29. Vậy suy ra khối 8 có 1 tiết không học. Trống 1 tiết không học. Khối 9 là có 27 tiết. Được chưa? 27 tiết như vậy cũng là cộng 1 là 28. Suy ra là khối 9 có 2 tiết không học là trống. Ta phải gắn 2 tiết không học vào. Thì chúng ta là người xếp không học đó, xếp trước vào để cho học sinh ra về vào lúc đó nhé. Thì đó là cái lệnh xếp không học là như thế. Rất nhiều nhà trường làm sai chỗ này, rất nhiều luôn đấy. Rất nhiều trường là vì không hiểu chỗ này chuyên làm sai. Các bạn chú ý nhé, nhìn tôi làm này, mình sẽ đóng lại và tôi quay lại cái lệnh chính
lệnh xếp trước môn học hay chính là cái lệnh xếp chuẩn bị xếp tiết, ta vào không học đó. Ta nhớ lại nhé, khối 7 có 2 tiết, khối 8 có 1 tiết không học và khối 9 có 2 tiết không học. Ta vừa ta làm rồi, nhưng mà ta bấm vào chọn khối lớp này, được chưa? Làm xếp lớp cho buổi sáng trước nhé, chiều làm sau. Mẹ xếp tiết không học này, chọn khối lớp này, tôi chọn khối gì? Chọn khối 7 trước đó, khối 7 nhé. Khối 7 là có thừa 2 tiết, khối 7 tổng số tiết phân công là 27 tiết cộng 1 chọc cờ là 28. Suy ra lớp 7 sẽ có thừa 2 tiết. Chúng ta sẽ cho lớp 7 nghỉ. Vì như sau, chúng ta cho lớp 7 là lớp 7 là sẽ nghỉ tiết 5 ngày thứ 3 và tiết 5 ngày thứ 4. Cả trường sẽ ra về. Toàn bộ khối 7 ra về. Các đã hiểu chưa? Đó, như vậy là khối 7 chúng ta quyết định nhé. Chúng ta là người sẽ được, chúng ta quyết định là khối 7 sẽ ra về vào tiết 5 ngày thứ 3, tiết 5 ngày thứ 4. Người đã hiểu chưa? Xong rồi, bấm vào đây. Kết thúc. Xong. Xong lớp 7. Ta biết ta sang tiếp sang khối 8. Khối 8 là chỉ có một tiết không học thôi, vì tổng số tiết là 28 tiết cộng một chọc cờ là 29. Có một cho về vào ngày thứ 4 nhé. Ngày thứ 4. Rồi, bấm nút thực hiện. Khối 8 sẽ về vào thứ 5 ngày thứ 4. Ta sang khối 9, sang khối 9. Khối 9 có 2 tiết không học. Nhắc lại rồi, lúc nãy chúng ta có 2 tiết vì khối 9 cũng là tổng số là 27 tiết. Chúng ta chọn là ngày thứ 5, ngày thứ 6, tiết 5 ngày thứ 5, ngày thứ 6. Được chưa? Bấm nút thực hiện. Xong. Khối 9 là xong. Các bạn nhớ nên và chuẩn nhé. Nếu chúng ta đặt khối 7 là có 3 tiết không học thì là lỗi, là như vậy là sẽ mâu thuẫn, không thể xếp được. Đặt khối 8 là 2 tiết không học là lỗi. Đặt khối 9 là 3 tiết là lỗi nhé. Chúng ta xem thử lại là toàn trường này xem này. Đây nhá, khối 7 này, khối 7 nhá. Ra về vào tiết 5 ngày thứ 3 này. Và tiết 5 ngày thứ 4 này, thấy không nào? Khối 8 nhá, khối 8 đây. Ra về vào tiết 5 ngày thứ 4. Và khối 9. Khối 9 đây. Khối 9 đây, 9 đây nhá. Ra về vào tiết 5 ngày thứ 5 và tiết 5 ngày thứ 6, các bạn có thể thấy rõ không nào? Đó, nhưng mà ta đặt cái này là đặt xếp tiết không học đấy. Là tạo khuôn cho nhà trường, khung tạo khuôn cho chỗ nào thì chỗ nào học, chỗ nào để ra về. Chứ không học bao giờ đặt ở cuối buổi, không ai đặt vào giữa nhé, đặt vào cuối buổi cho học sinh không học là đi về luôn, hiểu chưa? Thì đó là cái lệnh, là đó là cái bước số 2 của cái nhóm số 4 nhé. Cái bước số 2 nhóm 4 đây, bước 4 đây gồm có hai nhóm. Nhóm 1 là xếp tiết chọc cờ không học, tôi vừa làm xong rồi. Được chưa? Tiếp theo là bước B của nhóm 4 là đặt xếp tiết sinh hoạt. Đây, sinh hoạt thường là môn học đầu tiên trong sách môn học. Sinh hoạt là môn học đặc biệt bởi vì thông thường tiết sinh hoạt là cố định trong nhà trường trong một tuần và không được phép thay đổi. Thông thường là dạy sau chào cờ là sinh hoạt là tiết 2 ngày thứ 2. Và chú ý này, giáo viên dạy tiết sinh hoạt chính là giáo viên chủ nhiệm. Được chưa? Đó. Như vậy sinh hoạt sẽ phải xếp trước và xếp trước và cố định và thầy có biểu. Còn lệnh xếp tiết chủ nhiệm là gì? Là như sau. Cái này là lệnh mà gì? Phần mềm sẽ tự động xếp thêm tiết vào buổi có tiết sinh hoạt. Đó. Là lệnh này đi vào điểm gì để phòng hờ trường hợp mà khi giáo viên buổi sáng ngày thứ hai chào cờ xong sinh hoạt để về luôn thì phí quá cả cái buổi đó, thì giáo viên sẽ dạy thêm một tiết nữa ở đấy rồi hãy đi về. Thường là giáo viên chủ nhiệm là giáo viên kiêm nhiệm, giáo viên có thể dạy hóa, dạy toán, dạy lý gì đó, thì giáo viên dạy sinh hoạt xong dạy luôn sang hóa, dạy sinh hoạt xong dạy luôn sang văn trong ngày đó, trong buổi hôm đó. Được chưa? Thì như hai lệnh đó, sinh hoạt và chủ nhiệm nhé, là nằm trong cái nhóm 4 này. Cho nó sinh hoạt là bắt buộc, còn chủ nhiệm có thể bỏ, không có được, nhưng sinh hoạt thì là bắt buộc nhá. Rồi chúng ta vào lệnh đó này, chúng ta lại vào lệnh chính, vào lệnh chính trước môn học, tất cả lệnh này nhá, và chúng ta chọn là môn đây, xếp môn học ở đây, chọn đây sinh hoạt này, được chưa? Sinh hoạt đây nhá, và chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ chọn bấm vào đây vị trí, tôi bấm vào đây đó. Như vậy là giáo viên buổi sáng này vào đấy, buổi chiều thì vào đây nhá. Vì buổi chiều
Vì buổi chiều sữa ở thứ này chứ, buổi chiều ngày thứ năm ngày thứ bảy là chào cờ mà, thì trước đó là sinh hoạt buổi sáng thì vào đây được chưa, nó thực hiện xong vào trường rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nốt xếp nốt tiết là tiết chủ nhiệm nhé, tôi bấm vào đây xếp tiết giáo viên chủ nhiệm. Đây chúng ta sẽ phải lựa chọn là giáo viên chủ nhiệm là giáo viên phụ trách môn gì, chọn môn sinh hoạt được chưa, và số lượng tiết muốn cần xếp là một tiết, bấm nút thực hiện xong. Thì như vậy nhà trường họ đã xếp rồi, nhà trường ở trên máy tính đã xếp toàn bộ các tiết chủ nhiệm, tiết chủ nhiệm và tiết sinh hoạt rồi, chúng ta xem thử nhé. Đây này, đấy xếp đây này, nó xếp cũng hơi lẫn lộn một tí nhé. Thì chỗ này là vì sao như vậy thì chúng ta giải thích sau, vì là cái môn toán này là cái môn mà có hai tiết, cho nên là mặt kia sẽ đúc đây thành thành một cặp tiết sẽ liền vào đây đấy, thì mình còn một tiết mà như thế này nhé. Như vậy là đã xếp rồi nhá, xếp rồi cho toàn trường đây rồi nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ như vậy tới đây là xong, là xong bước 4. Chúng ta chú ý nhé, xong bước 4 nhé. Và bước này rất quan trọng, nhắc lại rồi là quan trọng, vì chúng ta làm sai thì không thể xếp nổi sang, không thể sang được bước sau. Bước 4 là bước rất quan trọng, rất quan trọng luôn nhé. Bước 3 quan trọng, bước 3 nhập phương chuyên môn là phải đọc nhập đúng và chuẩn, không bị sai, không bị thiếu, không bị thừa. Bước thứ tư là tạo khuôn lớp học. Bước thứ tư là tạo khuôn lớp học, xếp tiết chào cờ, xếp tiết chủ nhiệm, xếp tiết sinh hoạt. Chuẩn xác. Rồi. Bây giờ chúng ta sang bước 5. Bước 5 là cái lệnh xếp hết 100%. Khi chúng ta xếp xong lớp 4 rồi thì ta bước đầu ta bấm nút là xong, là xếp được 100% thì không biểu. Các bạn chú ý nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm này. Đây này chúng ta sẽ xếp mà cũng xếp riêng sáng và chiều riêng. Các bạn xếp sáng và chiều riêng nhá. Thì tôi trước khi mà mô tả lệnh cụ thể, tôi sẽ mô tả cái thao tác của nó để chúng ta hình dung, để bây giờ các bạn sẽ hiểu hơn là vì sao chúng ta lại phải nhập cái phân công nhập cái dòng một giáo viên là ít thôi, là vì cái này đây này. Thì khi mà thực hiện cái lệnh mà là xếp 100% ấy, lệnh này có tên là SF, là Start and Finish, tức là gì, ý lệnh mà tôi muốn là gì, là khi bấm nút Start đợi chờ và bấm nút kết thúc là xong, bấm nút chờ bấm nút thứ hai là xong. Như vậy là xếp 100% thiếu biểu của toàn trường trong một 2 phút thôi, và chúng ta bấm có 2 nút thôi, là nút Start và nút Finish. Trên màn hình là nút là bắt đầu, nút kết thúc nhé. Rồi, đây này nó sẽ trải qua là 5 bước. Phần mềm sẽ trải qua 5 bước kiểm tra như sau. Bước 1 là kiểm tra điều kiện thực hiện vật lý, xem có thỏa mãn không để có thể xếp 100% hay không. Phần mềm sẽ kiểm tra rất nhiều thứ. Nếu mà không được, phần mềm sẽ báo lỗi. Lỗi là do cái giáo viên này nhiều tiết quá, lớp này nhiều tiết quá, hay là mâu thuẫn ở chỗ này, mâu thuẫn chỗ kia nhé. Rất quan trọng. Khi mà bước 1 là xong rồi thì phần mềm sẽ sang bước 2 là xếp đại trà. Đây là cái chức năng phần mềm sẽ tự động xếp đại trà, xếp tất cả phủ kín toàn bộ cái thời biểu nhà trường, và thông thường là thỏa mãn từ 70 đến 95, thậm chí là 99% công việc xếp theo biểu của nhà trường. Và cái bước xếp đại trà này là sẽ phần mềm sẽ xếp đại trà nhưng mà thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của môn học và yêu cầu của giáo viên. Đó, cho nên chúng ta mà nhập dòng một giáo viên nó ít ý, thì nó sẽ thỏa mãn rất là nhiều. Còn nếu chúng ta mà nhập dòng một giáo viên mà nhiều thì nó sẽ được ít lắm nhé. Rồi, khi bước thứ 32 này mà xong rồi thì thôi, thì xong tốt quá, nhưng mà chưa xong thì máy sẽ chuyển sang bước thứ 3 tên là hoàn thiện. Bước thứ 3 này là như sau, máy sẽ tự động xếp phần còn lại và sẽ bỏ qua dòng một giáo viên. Bạn thấy thế nào? Như vậy là bước 3 này là bước là máy sẽ hủy toàn bộ dòng bộ giáo viên ra mà ta xếp vào đó. Phần mềm có quyền là phá vỡ tất cả các dòng bộ giáo viên. Được chưa? Vậy dòng bộ giáo viên sẽ là dòng buộc mà ưu tiên rất kém, phần mềm được phép là hủy trước. Ở bước thứ 3 này vẫn yêu cầu là gì? Vẫn yêu cầu là gì? Là bảo toàn được cái thuộc tính của môn học. Được chưa? Nếu bước 3 mà hoàn thiện xong rồi thì thôi thì tốt quá, nếu chưa xong thì máy sẽ chuyển sang bước thứ 4 nữa là bước kết thúc xếp, là phần mềm sẽ xếp nốt còn lại 100% còn lại, bỏ qua tất cả các ràng buộc, bỏ qua cả ràng buộc môn học nữa. Cho nên các bạn thấy là nếu mà chúng ta mà nhập nhiều ràng buộc môn học quá, nhập nhiều ràng buộc giáo viên quá thì phần mềm thậm chí là có thể phá vỡ cả ràng buộc của môn của giáo viên và ràng buộc của môn học nữa, làm cho thử được cho rất là xấu xí. Chúng ta chú ý nhé, chúng ta chú ý là chúng ta nhập ít thôi thì nó còn đẹp, nhập nhiều quá là nó bị xấu.
Và sang bước 5 là bước nó tối ưu hóa một chút thôi, nó không phần này nó không không quan trọng. Phần 1 đến 4 là chính, 1 đến 4 là đã xong. Được chưa? Rồi. Thì xong rồi thôi là chúng ta là xong rồi, chúng ta có một thấu biểu rất đẹp và chúng ta là xong rồi, chúng ta có thấu biểu là có biểu là 100% rồi, chúng ta phải in ra. In ra và dán lên nhà trường thì có biểu cho toàn trường, đúng không? Đó. Và tôi sang bước thứ 6 là sau nhé, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái bước thứ 5 trên màn hình. Như vậy chúng ta hiện đã làm xong rồi đấy, đã làm xong được cái bước thứ 4 rồi, là cái bước là cái bước là chuẩn bị sẽ có biểu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước số 5 là thiện một lệnh thôi, là xếp toàn bộ. Chúng ta vào lệnh chính. Lệnh chính nhé. Lệnh này này, đây chính lệnh tôi đủ này. Lệnh xếp tự động 100% này, đây chính là cái lệnh xếp toàn bộ luôn. Rất quan trọng nhé. Vâng, vào đây. Và ở đây chúng ta sẽ phải thiện lệnh này độc lập sáng chiều riêng nhé. Đây là sáng chiều riêng. Chúng ta nhập phương công giờ dạy sáng chiều riêng, nhập tiết chào cờ cho sáng chiều riêng, nhập khung học sáng chiều riêng, nhập tất cả mọi thứ là sáng chiều riêng biệt hết. Và ở đây ta làm một lần thôi, thiện hai lần sáng và chiều nhé. Rồi ta chú ý nhé, ở đây có một cái các dàn có cái lựa chọn này. Lựa chọn một, bấm vào đây thì là phần mềm sẽ kiểm tra và khóa tiết sinh hoạt lại, bảo đảm rằng là tiết sinh hoạt này là không nhiều bị phá vỡ nữa, được chưa? Thứ hai là có một dòng mục nữa là giữ nguyên trạng thái thì có biểu hiện thời đang có. Như vậy đây là những tiết giáo viên chủ nhiệm, đây này chúng ta mới có thể là xếp trước cho một vài giáo viên và sau đó là khóa lại nhé. Còn tôi yêu chúng ta có thể chọn không chọn tùy ý nhé. Còn chỗ này là số lượng giáo viên dự trữ tối thiểu, chỗ này là nếu chúng ta mà giáo viên mà nhiều để số 1 đây, còn ít chúng ta thì không cũng được, không quan trọng, chỗ này không quan trọng lắm nhé. Đó. Rồi thế bây giờ chúng ta xong rồi này, chúng ta bấm nút bắt đầu và đợi cho đến khi kết thúc ở đây, bật lên là ra bấm nút là xong nhé. Đây là các bước phần mềm sẽ kiểm tra và sẽ làm từng bước một, chúng ta nhìn rõ ở đây nhé. Chúng ta bắt đầu thử nhé, bấm vào đây này, bắt đầu bấm. Đây là một cái thông báo về gọi là gì nhỉ, đây không phải lỗi cứng mà đây là lỗi mềm, thông báo theo kiểu thông báo cảnh báo thôi, kết thúc vẫn làm được. Đó, sẽ được bình thường, được chưa? Xong rồi đấy, như vậy xong rồi đấy. Cái lớp này giờ nó nhanh quá đấy, xong rồi nhé, bấm kết thúc là xong, chứ khá chậm hơn. Kết thúc xong phát ra. Như vậy chúng ta đã xếp xong thiếu biểu cho buổi sáng. Giờ chúng ta vào xem này, chúng ta bấm lên, chúng ta vào đây xem này. Khung nhìn là cái chức năng là cái hiện ra các khung nhìn, cũng có là main loop là 1 này, show on là 2 này, bro teacher là 3, 3 cái này là hay dùng nhất này nhá. Ta vào show on ta kiểm tra. Main loop là chúng ta xem và sửa được thấu biểu của một lớp và một giáo viên. Còn đây là xem thấu biểu toàn trường theo lớp. Còn cái này là theo toàn trường theo từng giáo viên. Bấm lên ta xem lớp nhá. Đó, thấy không nào? Toàn trường buổi sáng này đã xếp xong rồi. Đây là 100% yêu cầu của xét có biểu. Còn đây là 84% yêu cầu của giáo viên. Bên này là 94% yêu cầu của môn học. Được chưa? Đó. Đây là toàn trường này nhé. Toàn trường. Chúng ta có thể bấm thoát ra ở đây và vào đây là xem được vào khung nhìn, xem được cái main loop là xem được thể biểu của từng lớp và từng đây một lớp đây. Ở trên này là dưới này là giáo viên, trên này là lớp ở đây, trên này là giáo viên. Thì tới đây chúng ta có thể là xong. Về mặt là nó là xong, có một thể biểu hoàn chỉnh rồi, chúng ta có thể in ra và phát cho các nhà trường. Thì cái lệnh này rất lệnh 5/5 rất là hay, là nếu mà chúng ta mà rất gấp cái việc ngày mai là yêu cầu ngày mai là phải có thể biểu rồi thì đêm nay chúng ta có thể vẫn xếp được, bấm nút là xếp xong. Khỏi phải chưa cần phải tinh chỉnh gì vậy, cứ xếp đã. Còn chúng ta sẽ trong một tuần lễ chúng ta sẽ tinh chỉnh sau, được chưa? Rồi thì biệt sang cái phần tinh chỉnh. Thì phần này là phần vô cùng phức tạp của phần mềm, nó rất nhiều cái tính năng. Hiện nay phần mềm của tôi là có hơn 100 công cụ khác nhau để mà tinh chỉnh làm đẹp. Thì cái này các bạn sẽ học dần thôi, không để làm học ngay đâu, các bạn sẽ làm dần, các bạn làm quen dần thôi. Nhưng mà hôm nay tôi nói với các bạn một chức năng thôi, một chức năng chính mà chúng ta hay dùng tinh chỉnh, đó là chức năng chính nhất. Còn chức năng khác chúng ta sẽ làm dần
chúng ta sẽ học dần chúng ta sẽ hiểu dần nhé. Đó. Thì đối với cái tinh chỉnh là cái gì? Phần mềm có rất nhiều màn hình để tinh chỉnh, để quan sát. Đây, chúng ta vào khung nhìn nhé. Này, nó có màn hình là màn hình main loop này, show on này, Brow teacher này, show on room này, là hai bên view này và triple view. Nhưng mà tất cả những chỗ này là không quan trọng. Quan trọng nhất mà hay dùng nhất chỗ này là cái main loop này hay dùng nhất này. Và cái show on cũng hay dùng. Và cái main loop này. Thực ra cái main loop này là cái chính nhất, là hay dùng nhất. Cái main loop này là cái màn hình chúng ta sẽ quan sát được trên theo cái biểu của một lớp và một giáo viên. Ở trên là lớp, dưới là giáo viên. Để chơi vào buổi sáng buổi chiều. Khi chúng ta làm, khi ta xem là buổi sáng nhé. Thì ở lớp này là buổi sáng. Ở dưới này là học giáo viên buổi sáng, dưới này là giáo viên buổi chiều. Còn chúng ta bấm vào buổi chiều. Thì đây là lớp chiều. Sau đó là chiều, đây là giáo viên buổi chiều, đây là giáo viên sáng. Được chưa? Đó. Thì các bạn chú ý nhất đoạn qua về cái màn hình này. Khi chúng ta bấm vào một nút vào một cái ô của lớp thì lập tức ở dưới này là hiện cái giáo viên đó. Như vậy là Ngô Thu Hà chính là giáo viên dạy văn của lớp 7A. Bấm vào toán. Đây chính là giáo viên Dung, giáo viên dạy toán của lớp 7A. Như vậy giữa hai anh này nó có cái quan hệ với nhau. Mà tôi gọi là cái sự tương thích, đồng bộ với nhau. Chúng ta bấm vào đây. Bấm vào đây. Thì ở dưới này là Nguyễn Thị Dung lên lớp 7D. Trên này trên lớp 7D đây. 7D đây. Luôn đồng bộ với nhau nhé. Bấm 7A này. Trên này là 7A đây. Nhé. Bấm công dân. Dưới này chính là giáo viên dạy công dân. Nhưng thứ hai này là nó có cái đồng bộ. Và ô này nó gọi là ô hiện thời. Ô hiện thời. Được chưa? Đó. Thì thông thường ấy, chúng ta quan sát tổng thể cả lớp, cả giáo viên. Chúng ta có chọn lớp này. Đấy. Chọn bất kỳ, chọn lớp khác này. Chọn lớp khác này. Đó. Không vào đây, chọn giáo viên đây. Giáo viên khác đây nhé. Giáo viên đây. Chọn giáo viên khác nhau ở trong toàn trường đây. Đó, giáo viên đây nhé. Bấm vào đây. Bấm vào đây. Được chưa? Đây là lớp đây. Đấy, thì ra chú ý nhé. Đó. Thì bây giờ như này. Thế bây giờ là cái em biểu tôi sẽ mô tả. Rất có nhiều lệnh nhé. Để các bạn xem này. Chúng ta hình dung nhé. Có rất nhiều thao tác và có rất nhiều lệnh nhé. Không nhìn nhé. Không nhìn này. Thoát ra nhé. Tôi thoát ra cho xem từ lại từ đầu nhé. Không nhìn nhé. Không có này. Main loop này. Thì đây chính là các lệnh bên trong bên trong main loop. Hay là những công cụ để chúng ta tinh chỉnh dữ liệu theo biểu. Xem tinh chỉnh. Xong rồi thoát ra khỏi main loop. Và không nhìn. Và vào show on là xem toàn bộ theo biểu theo lớp. Đấy, thì đây chính là các lệnh, các công cụ ở trong cái khung nhìn là show on đây, đúng không nào? Bấm nút thoát và khung nhìn. Đây là các cái đây là khung nhìn Brow teacher trên toàn trường theo các giáo viên ở đây, đúng không? Không có thể xem theo nhóm giáo viên. Tôi chọn giáo viên ở đây, không có nhóm nhé. Đây các lệnh của cái công cụ của cái màn hình là xem theo giáo viên. Nhé. Đó, như vậy chúng ta có rất nhiều các lệnh khác nhau, chúng ta phải học thôi. Cho các bạn xem lại nhé. Ví dụ chúng ta vào khung nhìn vào main loop nhé. Đấy, các bạn thấy ở đây tôi bấm chuột phải cũng rất là khác nhau. Đấy, các lệnh khác nhau của cái họ đang trên này là cái đúp vào đây, đúp vào là như này đó nhé, cái đúp này đó, rất nhiều lệnh khác nhau trên này nữa. Thì ra chúng ta tự học là chính thôi. Các bạn sẽ tự học, sẽ tự tìm hiểu lấy tôi. Các bạn có thể vào xem cái trợ giúp của phần mềm thì nó mô tả từng lệnh một. Nhưng mà đây tôi sẽ mô tả các bạn một lệnh hay dùng nhất thôi. Thực tế chúng ta chỉ dùng lệnh này thôi, không dùng lệnh khác đâu. Là gì? Là cái lệnh là tinh chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu của giáo viên hay của lớp. Bằng cách là kéo thả tiết từ ô này sang ô khác. Đấy. Thực tế chỉ hay dùng lệnh đó thôi. Nếu chúng ta xem một cái lớp học này hay một giáo viên này có thời biểu số quá, chúng ta có thể điều chỉnh cho cô này, anh này một tiết từ tiết 5 ngày thứ 3 sang tiết 2 ngày thứ 4, từ tiết 3 ngày thứ 6 sang tiết 1 ngày thứ 5. Đó là cái việc tinh chỉnh tiết học từ ô này đến ô khác của thời khóa biểu. Thì chúng ta chú ý nhé, khi chúng ta tinh chỉnh như vậy, một tiết từ cái nơi này sang nơi khác, thì chúng ta làm đẹp cho một giáo viên, đúng không ạ? Thì phần mềm sẽ kéo theo, sẽ làm xấu đi cho 2, 3, 4 giáo viên khác. Đó, nó là cái dây giáo viên
từ đầu đến cuối, làm đẹp cho một người thì làm xấu cho nhiều người khác. Nguyên tắc của bản giáo dục không hiểu là như vậy. Nhưng mà phần mềm cho phép gì? Phần mềm cho phép chúng ta là kiểm soát tất cả những người bị xấu đi đó, xem là đúng là xấu thật không. Chúng ta kiểm soát từng người một, kiểm tra xem đúng xấu đi không, xấu như vậy đã có thỏa mãn được không, có chấp nhận được không. Chấp nhận, đồng ý thì chuyển, còn không chấp nhận thì thôi, ta là chuyển sang, ta tìm một phương án khác. Được chưa ạ? Thì đó là cái lệnh mà đó là lệnh mà tôi làm rất công phu, mà rất là một trong lệnh rất là chính nhất của phần mềm của chúng tôi đấy. Lệnh là tinh chỉnh thầy có biểu trên, tinh chỉnh dữ liệu trên ô thầy có biểu của một lớp hoặc của một giáo viên. Mà các bạn làm thử nhé, mình chúng ta làm thử này. Thông thường ấy, thì khi mà giáo viên nó kêu ấy thì chúng ta mới sửa. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi tìm một giáo viên xấu này, bấm này chọn giáo viên xấu nhé. Nó đẹp thì thổi thôi. Lấy ví dụ ở đây nhé, tôi lấy ví dụ nhé. Tìm ví dụ cho nó thôi. Tôi đấy xem là không ai xấu cả. Được. Cái này nhé, cái cô này nhé. Cô này là cô gì? Cô này là cô Thanh Hà, dạy môn gì đây? Dạy cái môn là môn lịch sử, được chưa? Thế cô này như vậy thì sao nhé? Cô này là ngày thứ hai là học, ngày thứ ba có 2 tiết đúng không ạ? Ngày thứ tư có 1 tiết. Và đây, ngày thứ năm được nghỉ, ngày thứ sáu, ngày thứ năm, ngày thứ sáu có 1 tiết ở đây, ngày thứ bảy có 2 tiết. Như vậy nó giãn ra nhiều quá, vì tôi muốn dồn lại. Như cô ấy muốn là gì? Đây là 7C đây. Trên là 7C nhé. Muốn cô này có muốn là chuyển tiết tiết lịch sử đây, lịch sử từ tiết 1 thứ 6 sang tiết 3 ngày thứ 7 có được không? Thế này. Tiết 3 ngày thứ 7 của lớp 7C là gì? Là môn gì? Là môn giáo dục công dân của một người khác, tôi không biết là của ai cả. Được chưa? Rồi, tôi làm như sau này. Đây. Thế bây giờ cái việc kéo thả này sẽ phụ thuộc vào gì? Kéo thả này sẽ phụ thuộc vào cái thuật toán để mà kéo thả. Thuật toán là cái phương pháp. Thì đây mà tôi có các lựa chọn. Đây. Đây chính là thuật toán này. Thế nên mà tôi đã đưa ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 thuật toán khác nhau. 7 toán này là dùng cho các trường hợp khác nhau thôi. Nhưng mà nó bây khó nói là cái nào là tốt nhất đâu. Nhưng mà để tôi nói qua các bạn hình dung nhé. Thì theo tôi nên dùng cái gì? Theo tôi thì nên dùng cái tinh chỉnh tối ưu này là tốt được hơn cả. Thứ hai là cái này. Và thứ ba là cái này. Cái này hơi khó một tí nhé. Đây là những thuật toán mà nó theo tôi làm nhiều thì là toán mà nó tạo ra hiệu ứng là tốt hơn cả, dễ làm hơn cả nhé. Nhắc lại này, tinh chỉnh tối ưu OPCHDPR là cái từ dưới trên là cái số 2 đấy, là hay là nên dùng. Thứ hai là tinh chỉnh tối ưu, thứ hai là OPDPR FPR là cái thứ hai, và cái thứ ba là vị trí cố định FPR. Thực ra các bạn biết mỗi cái này là một cái bài toán khác nhau, là một cái luận văn thạc sĩ hay tiến sĩ đấy nhé, rất phức tạp đấy nhé. Nhưng mà thôi được, thì chúng ta sẽ lựa chọn một thuật toán xong ta tinh chỉnh, nếu không được ta sẽ chọn thuật toán khác nhé. Tôi chọn cái này rồi, chọn cái phương pháp kéo thả hay là thuật toán là tinh chỉnh tối ưu này nhé, bắt đầu kéo thả này. Như sau này, bây giờ tôi bấm và giữ chuột một lúc, sau tôi mới kéo thả. Tôi để ở đây nhé, tôi bấm giữ chuột trái, giữ một lúc. Khi tôi bấm giữ thì phần mềm sẽ hiện ra các cái ô màu xanh để thông báo rằng ô màu xanh là ô mà các bạn nên chuyển đến. Phần mềm nó tự động nó chọn cho chúng ta rồi, chúng ta kéo thả sang đây và thả tay ra. Đó. Thì nếu mà phần mềm nó sẽ thông báo cho chúng ta là được hay không được. Nếu mà được thì nó hiện ra một màn hình để chúng ta lựa chọn các cái quan sát của chúng ta. Nếu không được thì máy sẽ hỏi là bạn có muốn dùng toán khác không? Hoặc là không, hoặc là có. Có thì phần mềm sẽ tự động chọn một thuật toán khác, chạy thử. Thử này. Được rồi, như vậy phần mềm đã chọn được thuật toán khác là chạy được nhá. Và đây chúng ta là như vậy, chúng ta chú ý này. Chúng ta chú ý nhá. Ở phía trên là giáo viên và lớp. Lớp và giáo viên ở trạng thái ở cái giai đoạn là trước khi điều chỉnh. Còn ở dưới là thầy có biểu của lớp và giáo viên sau khi điều chỉnh. Các bạn đã hiểu chưa? Đó, thì đó là người quan sát nhé. Như vậy là ở đây sẽ có hai người bị ảnh hưởng là giáo viên Đoàn Như Ý và giáo viên là Nguyễn Thanh Hà. Đúng đây nhé. Nguyễn Thanh Hà là người là gì? Là cái người là đẹp rồi. Là cái người mà chuyển từ tiết 7C sang tiết này. Như vậy đây. Đây là trước này. Nguyễn Thanh Hà đây là trước, đây là sau khi thay đổi. Sau khi lệnh.
Mà thứ hai là người mà tôi muốn chuyển mà, thì thứ hai chắc là người đẹp lên rồi. Tôi xem người thứ hai nhé, là ý, ý đây, ý là trước đây, trước và sau đây. Như vậy là trước trước đây thì là ý là ngày thứ sáu được nghỉ, nhưng mà sau ngày thứ sáu thì ý là sau khi mà chuyển, ý là phải dạy thêm ngày thứ sáu. Đấy, như vậy là ý xấu đi đúng không nhỉ? Nhưng mà tôi sẽ phải là người quyết định xem là như vậy tôi làm tốt cho cô Hà này, làm xấu cho anh ý hay thôi, hay tôi không làm nữa, tùy tùy ý tôi. Được chưa? Như vậy giờ sẽ sửa cái cô Hà này, là ta sửa nhất cô Hà này là cô là hiệu phó. Ok, ông ý này là cậu mới trẻ mới vào, tôi đồng ý luôn. Như vậy tôi lấy ví dụ thứ nhất đây, bấm nút kết thúc. Xong. Như vậy là cô Hà đã được chuyển từ tức là sang cái này, như vậy là xong rồi. Đó, sau đó ta từ người khác ta chuyển. Cứ như vậy nhé, chúng ta sẽ tinh chỉnh, ta sẽ làm dần từng người một. Thế nào tôi yêu hẳn thì thôi. Tất nhiên là không được yêu hẳn rồi. Tất nhiên là không thể nào mà trường chúng ta rất đông như vậy, không thể nào mà tất cả được cùng. Thông thường khi làm thầy có biểu ấy, thông thường khi làm thầy có biểu là cái người người mà nó tốt đẹp ấy thì họ im lặng, còn người nào xấu nó sẽ kêu ở Mỹ lên. Cho nên chúng ta cứ nghe người kêu ở Mỹ thôi, chúng ta cứ tưởng là ai xấu cả, nhưng không phải đâu. Bao giờ cũng có một nửa hoặc già nửa số người là thấy tốt, nhưng mà họ im lặng, không nói gì. Được chưa? Để như vậy cái cô Dương Minh Hằng cũng bị xấu nhá. Cô Dương Minh Hằng là dạy môn gì nhỉ? Dạy môn thể dục đúng không? Dục đây có hai cái trống ở giữa, thể dục đây đúng không? Ở đây vừa đi vốn thiết văn rất là khó, em sinh vật. Tôi kéo thả lên nhá. Vâng, đây kéo thả lên đây. Rất là khó luôn đấy. Đấy, vì cái lớp này nó lại ảnh hưởng đến 4 người cơ, đúng không? Nha, tôi đang xem ông đây là ai, tôi đang xem đây là ai nhỉ? Quên mất, đang xem đây là ai. Hằng. Như vậy là Hằng nhá. Hằng đây. Đây, Hằng là trước và sau đây. Hằng như vậy là đẹp nhé. Xong người thứ hai là Dư này. Dư là chuyển tới xuống đây. Như vậy Dư vẫn không sao, Dư vẫn là bình thường, Dư hơi không hơi xấu đi. Xong người tiếp theo là anh nhá. Anh là không hề xấu đi, anh thì chuyển đổi hai chỗ. Và anh nữa này, cũng vậy. Như vậy là cái lệnh này là rất ngon lành, lệnh này là cô là cái cô Hằng này là tốt lên, có những cái là không xấu đi, như vậy là ngon lành, tốt quá, dùng luôn. Kết thúc nhé, bấm nút hủy lệnh là không thực hiện, làm lại, kết thúc là đồng ý. Đấy, nhưng mà tôi vừa mới điều chỉnh cho cái cô Hằng này tốt lên, có những người khác là không bị xấu đi. Các bạn thấy không nào? Đó là như vậy, chúng ta quan sát và chúng ta làm nhiều lần quen dần đi thôi, không có gì đặc biệt cả, được chưa? Thế như vậy là tôi đã vừa qua, nó vừa xong cái bước số 6, dù nó chưa hết. Tôi đã thêm một vài ý nữa nhé. Một số những tiết học mà quan trọng ấy, mà tôi không muốn thay đổi, tôi có thể khóa lại. Dù là hai cái này tôi muốn cứng lại, vì không muốn biến, phá cái này rất nguy hiểm. Thì tôi khóa, tôi bấm nút, tôi bấm chuột phải và chọn lệnh là khóa dữ liệu. Từ kéo lên đây nhé. Bấm chuột phải, chọn lệnh khóa, khóa, khóa. Khóa thì nó sẽ có màu, nó sẽ có màu vàng, nó sẽ có màu vàng. Đó, như vậy hai chiếc đèn bị khóa rồi này, khóa nhé, khóa thì chúng ta sẽ không xóa được, chứ không xóa, không di chuyển được nó nữa. Nhá, các bạn chú ý đó là còn muốn hủy khóa thì bấm lại chuột phải và chọn lệnh là hủy khóa, chọn lệnh là hủy khóa. Đó, thấy chưa? Rồi, mình nói thêm về không học nhé. Không học, tôi bảo các bạn rồi, không học là cái tiết mà chúng ta tạo khuôn cho lớp học nhé. Nhưng mà một số những cái dùng lệnh mà lúc nãy là làm đặc trưng cho toàn bộ khối 6, khối 7, khối 8. Nhưng mà chúng ta có thể tinh chỉnh cho từng lớp một, hoàn toàn cho từng lớp một được. Ví dụ nhé, ví dụ là toàn khối 9 là nghỉ, không học là tiết 5 ngày thứ 5, tiết 5 ngày thứ 6. Nhưng mà riêng cái lớp 9A này, tôi muốn là học là chuyển sang đây cơ, cái sửa này cơ. Bây giờ chuyển sang đây. Đó. Tôi muốn như vậy thì làm có làm được không? Làm được. Đây. Đây. Thì tôi xóa thì sửa đi này. Xóa nhé. Bấm chuột này. Bấm chuột phải. Chọn tên xóa. Xóa thì sửa đi. Và hôm nay tôi bấm để vào đây. Thì cái lệnh mà đặt hủy không học tại chỗ tao như sau. Tôi nhấn đúp vào ô đó trên màn hình menu. Nhấn đúp vào chọn pick. Là hủy không học. Bấm vào đây. Cái đúp. Chọn pick. Là như vậy là cái lệnh pick là cái lệnh cái đúc vào nhá là đặt và hủy không học. Nhắc lại này, đặt không học, hủy không học, được chưa? Đặt không học rồi. Nếu còn tiết sử phải đều vào đây đúng không? Tiết sử đây chúng ta chọn này, bấm nó chọn tiết sử, chúng ta chọn tiết sử nhá. Sử đấy, sử là cô Quang đây này, sử nhá. Quang đây, chưa lên đây, đây.
chúng ta nhấn nút vào đây và chọn là muốn đã chọn, nó sẽ luôn tương xử vào đây. Thấy không nào? Alo. Không không, xin lỗi, không 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 nhé. Rồi nhé, như vậy tôi vừa nói các bạn là một số những cái lệnh mà thật ra cái phần số 6 này là phần rất là nhiều, và phần có rất nhiều công cụ khác nhau, nhưng chúng ta sẽ là làm quen dần với nó thôi. Chúng ta không thể một buổi có thể làm hết được, thấu hết được tất cả những lệnh của cái phần tinh chỉnh này, thì chúng ta sẽ làm quen dần với nó, có rất nhiều lệnh khác nhau nhé. Thì sau này các bạn sẽ vào cái trang tôi đã tạo một cái nhóm trên Facebook là gồm để mọi người trao đổi cách chúng ta trao đổi với nhau về cách dùng phần mềm thiếu biểu. Thì các bạn vào đó, các bạn có thể xem những slide của tôi, thì tôi đưa đó cái slide, các bạn vào xem và sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về những cái lệnh này. Rồi thì bây giờ tôi sang bước sau cùng. Bước sau cùng là cái bước in ấn báo cáo xuất bản dữ liệu thiếu biểu. Nhưng thì phần này thì có lẽ như là ở bên tôi không biết là ở bên VNPT có thêm lệnh nào không thì tôi không rõ lắm. Nhưng mà đối với những người trường nào mà dùng bên ngoài ấy, thì tôi hay khuyên họ dùng lệnh này thôi, là khi mà chúng ta làm xong rồi thì in ra in như thế nào, thì tôi khuyên các bạn nên dùng lệnh này, là cái lệnh là ghi ra Excel, thì phần mềm sẽ đẩy ra một file Excel có đủ tất cả các thông tin thiếu biểu trong đó. Trong khi ra Excel đầu tiên là danh sách lớp này, danh sách môn học này, giáo viên này, thiếu biểu của từng lớp này, từng giáo viên này, và toàn trường theo lớp, có cả các bảng không chuyên môn nữa của toàn trường, đầy đủ hết nhá. Các bạn vào hệ thống và vào lệnh là ghi ra Excel này nhá. Đây là lệnh theo tôi là lệnh quan trọng, tôi bấm vào đây đó. Và đây chúng ta sẽ chọn cái thư mục mà lưu trữ cái file Excel đó, và đây là những thông tin mà cần phải đi ghi ra file Excel nó nhé. Thì khi ta chọn xong rồi, ta bấm nút kết thúc, thì phần mềm sẽ đẩy ra file Excel và sau là mở luôn, nó có chế độ là tự động mở luôn ra để xem luôn. Bấm vào đây nhé. Đấy, phần mềm sẽ tự động đẩy ra và tự động bật kia màn hình của Excel lên, và chúng ta sẽ xem đây này. Đây có đủ tất cả các thông tin nhé. Đây là cái màn hình các đối tượng nhé. Các đối tượng là lớp này, rồi là giáo viên này, môn học nhé. Rồi đây là thời cơ biểu toàn trường buổi sáng này. Đấy, toàn trường buổi sáng. Đây thời cơ biểu toàn trường theo buổi chiều. Thế nên đây là chưa xếp. Thời cơ biểu của toàn trường cả sáng cả chiều gộp lại là 1 nhé. Đấy, thời cơ biểu của tất cả giáo viên buổi sáng, của tất cả giáo viên buổi chiều nên chưa có. Rồi là thầy khóa biểu vì nó rất nhiều ô khác nhau nhá. Thầy khóa biểu phòng, thầy biểu giáo viên sáng chiều cùng một lúc. Đây, sáng chiều cùng lúc đấy nhá. Rồi tiếp theo nữa thì là những cái dữ liệu như là nên có nhiều lắm, tôi không nhớ hết được. Thời biểu của từng lớp một nhé, buổi sáng buổi chiều. Thời khóa biểu của giáo viên buổi sáng buổi chiều, từng giáo viên buổi sáng chiều, chúng ta có thể copy và chuyển sang chỗ khác cho người khác nhé. Đấy, sáng chiều vân, và các phương giảng dạy cho toàn trường theo từng buổi một sáng chiều, được chưa? Đấy, buổi chiều đây, rồi theo mẫu một đây, theo nhiều mẫu khác nhau nhé. Đây là một mẫu nhé, đây là mẫu số 2 này. Đó, đây là mẫu số 3 này, rất nhiều mẫu khác nhau. Thì cái bảng này, cái Excel này là theo tôi là cái chỗ mà có đầy đủ thông tin nhất đấy, mà chúng ta sẽ copy ở đây ra, chúng ta có thể tinh chỉnh lại làm cho nó đẹp cái màn hình Excel, chúng ta in ra thì rất đẹp. Thì theo tôi cái lệnh này là lệnh hay dùng, lệnh nên dùng nhất. Còn phần mềm có những lệnh khác thì ta vẫn dùng được, những lệnh in in thì có biểu in thẳng ra máy in luôn này, cũng có in thiếu biểu của lớp, hoặc là toàn trường theo lớp, hoặc là từng lớp một này, toàn trường giáo viên và từ giáo viên một thì cũng được, thì các bạn có thể dùng được, bạn tự tìm lấy nhé, nó không có gì là đặc biệt cả, được chưa? Đấy, thì như vậy tôi đây là xong cái phần chính nhất của buổi hôm nay, là mô tả với các bạn là bảy bước chính để mà chúng ta khi ta bắt đầu có cái phần mềm thiếu có biểu, cho nên chúng ta hoàn thành một cái thiếu có biểu cho một học kỳ nhé. Và chúng ta cái phần này các bạn sẽ được dùng là cho các học kỳ sau nhé. Hình như cái bản VNPT là chúng ta sẽ phải cập nhật theo từng năm học thì phải, theo tôi nhớ là như vậy nhé.
Đó, thì các bạn biểu ai có hỏi gì tôi sẽ nói, tôi sẽ nói tiếp mà tôi sẽ hỏi. Đây, tôi vừa trình bày xong các bạn là quy trình 7 bước sẽ có biểu. Và tôi đã nói các bạn xong được cái 7 bước này nhé. Đây. Thì đối với các bạn nếu mà trường các bạn ở các bạn là xin là trường mới tinh đúng không nhỉ? Các bạn gọi là có phải là mới tinh không? Nếu mà chúng ta mà là mới tinh ý, thì chúng ta sẽ ít câu hỏi lắm vì chúng ta không 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 ma không không va chạm nhiều mà. Khi các bạn đã dùng rồi ý, thì sẽ có nhiều câu hỏi lắm. Ai có ai hỏi thì không được. Thưa thầy, chào hỏi chúc thầy. Cứ hỏi đi, hỏi đi. Thưa thầy là cái phần mềm TKV này thì mỗi buổi được 5 tiết, mà trong khi trường em là mỗi buổi là có một số buổi là 6 tiết. Như vậy bây giờ mình xếp cái tiết 6 này như thế nào thầy? Nó không hiểu câu hỏi của em. Tức là thế nào là tiết 6 là như nào nhỉ? Không hiểu, không hiểu. Em nói rõ hơn nào. Vì cái giọng hơi... Thưa thầy, là trường em là có một số buổi là phân 6 tiết. 6 tiết học. 6 tiết à? 6 tiết học. Ồ, thế trong khi cái phần mềm chỉ có được 5 tiết. 5 tiết thôi. Ồ, thế chịu. Như vậy bây giờ cái tiết 6 em xếp vào đâu? Ồ, thế chịu. Cái này thì các bạn có thể là mẹo thôi chứ còn chịu. Có thể các bạn quy định là ví dụ nhất là mẹo thôi chứ hôm nay phần mềm là không 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 là không không có cái không có cái chế độ là xếp là một tuần là một buổi là sáu là sáu tiết nhé. Dạ, câu hỏi thứ hai thầy, câu hỏi thứ hai ừ. Là cái năm ngoái em có dùng cái phần mềm TKB.net thì cái file mà file TKB em dùng trong học kỳ á là khi mà một giáo viên á người ta chuyển trường từ trường khác về hoặc là hợp đồng khác rồi mới thì sau khi mà nhập trong VNEDU á em có thể em thêm vào trong TKB nhưng mà bây giờ cái phần mềm mới này là phát triển là em thấy là không có chức năng thêm mới một hay hai giáo viên à, thế hả? Từ VNEDU xuống à, cái tiện ích này thì em thấy là bên mình cách rất là không tiện cho người làm. Thế này nhé, bây giờ này nhé. Câu hỏi 2 thì mình làm bia câu hỏi 2 là cái chuyện mà phần mềm hiện nay không cho phép thêm giáo viên đúng không? Không cho phép giáo viên, không cho phép bên không cho phép không cho phép thêm môn là do yêu cầu của VNPT. Bây giờ các bạn yêu cầu VNPT đi. Yêu cầu VNPT là đề nghị lại với công ty là cho thêm chức năng là thêm lớp, thêm môn, thêm giáo viên thì tôi thêm ngay. Vì phần mềm nó có chức năng thêm mà. Thêm nhưng mà ý em nói là thêm từ cơ sở dữ liệu của VNDU xuống để khi này khi em chia thời biểu của TKB xong rồi em có thể up cái thời biểu em chia xong rồi qua cái phần mềm VNDU như vậy giáo viên có thể xem quan sát và theo dõi trên VNDU. Bây giờ cái việc thêm giáo viên thì nó có hai cách. Một cách là các bạn đề nghị cho VNPT thêm ở trên cơ sở dữ liệu trên VNDU của VNPT thì cái điều đó các bạn phải yêu cầu bên VNDU để nó làm. Hoặc các bạn muốn phần mềm của chúng tôi thêm chức năng là thêm lớp giáo viên thì các bạn sẽ vẫn yêu cầu của VNPT. VNPT yêu cầu của tôi là bổ sung lệnh, tôi làm được ngay vì phần mềm có sẵn rồi mà. Phần mềm có sẵn cái lệnh là nhập mới lớp, nhập mới giáo viên có sẵn rồi. Nhà có cho nhập cho ý nói là vẫn cho nhập bình thường nhập tay nhưng mà cái nhập là từ VNDU xuống TKB thì cái phần mềm cũ là có. Cái phần mềm cũ có nhưng phần mềm mới không có. À thế thì nó có ở đâu? Nó có ở trong chỗ nào? Ở trong năm ngoái em dùng TKB.net. Thế nó có ở đâu? Của công ty mình. Ở trong phần mềm à? Dạ có, dạ năm ngoái có. À thế thì bạn bạn gửi lại cho tôi cái hay là bạn gửi lại cho tôi cái lệnh hay cái màn hình năm ngoái đi, hay như nào đó thì tôi sẽ bảo bên này làm thêm vào. Dạ, bây giờ các bạn có được giờ cái chương trình mới đề nghị bên VNPT đi nhé. VNPT là đề nghị bên này nó làm lại lại đó, hay tôi về tôi sẽ bảo lại người tôi sẽ làm lại thêm chức năng đó. Dạ, em thấy cái phần mềm mấy năm ngoái rất là hay chỗ đó, nghĩa là cứ thêm giáo viên từ VNDU xuống để thống nhất cái mẹ giáo viên từ VNDU xuống TKB, sau này em up lên thì nó sẽ có giáo viên đó. Còn nếu em thêm tay trên thành TKB thì theo up lại trên VNDU thì không được. Cái này là cái này liên quan đến giữa hai bên mà, cho nên là cái này nó phải hai bên thôi, phải cả hai bên cơ chứ nói về hai bên. Thế thì em hai bên em cứ đề nghị lên chữ VNPT ở ở đấy nhé,
thì bên bên đến nó sẽ liên hệ với bên tôi và sẽ cùng nhau làm xong ngay thôi nhé, không có gì nhé. Nên năm ngoái dạ, đúng không chủ thầy với VBT sớm làm ok cái, ok cái, đồng ý nhé, thêm bổ sung lại cái tiền gốc lại cho người làm. Ok còn cái còn cái yêu cầu làm tiết 6 thì chịu rồi, chịu thì có thể em có thể là làm mẹo thôi, ví dụ như là hiện nay phần mềm có chức năng là xếp chủ nhật đấy, thì em có thể là rời cái tiết 6 đó sang chủ nhật chẳng hạn, ví dụ thế, thì cái này mình tự không nên làm mẹo thôi chứ trong máy tính thì không có, trong máy tính phần mềm này là không có cái chức năng là xếp vào tiết 6, còn bùa chỉ là 5 tiết thôi nhé. Tay có ghế gì nữa không nào? Ai có hỏi alo gì? Chào thầy ạ. Em hỏi chứ, em hỏi gì? Dạ cho em hỏi đó, ví dụ như là cái chỗ mà thêm giáo viên vào trong TKB đó thầy. Là ví dụ mình có thể đồng bộ từ cái chỗ cái cơ sở của VN Edu mình xuống trong cái TKB được không? Ví dụ như là được nó sẽ dạ cho em nói một xíu được, thầy. Được. Cái này là cái này em phải hỏi, bây giờ phải cùng hỏi lại bên VNPT nhé. Để cùng mình được thôi. Dạ, dạ. Thế mới được các bạn. Em 1 2 giáo viên. Ừ. Sau khi phải làm rồi thêm 1 2 giáo viên thì không được. Như lại là ví dụ như cái chỗ giáo viên mà anh thêm mới vô ấy thì anh có thể anh thêm vô trong VN Edu rồi sau đó nó cập nhật lại TKB đây. Bây giờ anh mới hỏi là bây giờ năm ngoái mình cho mình thêm nhưng năm nay nó lại không có này. Bản này là anh cái bản lý thuyết là nó kế thừa cái bản năm ngoái, không hề khác gì bản năm ngoái, nên chỉ thay đổi cái tên thôi, còn nó vẫn là cái bản của năm ngoái, nó nâng cấp lên thôi. Cho nên là tất cả tính năng mà năm ngoái bản năm ngoái nó có thì năm nay nó cũng phải có. Nó thiếu yeah, gì đó thôi, chỉ phải bàn lại với bên VT thôi nhé. Là bên đây yeah, yeah. Thôi, không có gì đặc biệt. Yeah, cảm ơn thầy. Chỗ đó chỗ VT giữa công ty school hết chưa thống nhất rồi. Ừ, chắc thế. Chắc là có gì đó nó bị chọc gì đó thôi, nhưng là không thay đổi gì cả. Dạ dạ cảm ơn thầy. Ai hỏi gì nữa không nào? Cho em hỏi chút thầy. Cứ hỏi đi. Cái chỗ mà số tiết chuẩn của từng lớp ở đây, tức là bình thường là cái số tiết chuẩn mà của phần mềm mình là nó không đúng với cái số tiết chuẩn của theo quy định của các sở ở từng tỉnh khác nhau, mà khi em sửa xong rồi thì khi nhập cái phân công chuyên môn vào thì số tiết chuẩn sẽ nháy, thì chỉ nháy là nhớ ở một cái số nháy với một cái số môn, ví dụ như là bình thường như môn toán là một tuần 4 tiết thì có thể nó sẽ nháy thành tuần 5 tiết. Mà khi mà cho em nhập cái số tiết chuẩn lên trên VNEDU thì lên cái phần mềm ấy, thì nó không có cái nút lưu lại để mà nó nhập chuẩn cái phần công chuyên môn qua, nên là em muốn là có cái nút lưu lại đó, khi nhập cái phần công chuyên môn của nó chuẩn là sợ mình khôi mấy công mình chỉnh lại, nhiều lúc mình chỉnh kiểm tra rất là vất vả. Thế là chắc là cái bản đó lỗi chứ, hay là cái bản mới của mình là đã sửa hết rồi, sửa là cái công chuyên môn là sửa nhập chuẩn là nhập vào là ghi được luôn, không có chuyện là nó nhảy đâu, chắc là để bạn sẽ yêu cầu cái phần mềm mình đã được cái hay là khi em phân công chuyên môn trên VNEDU xong là em sẽ đồng bộ hóa với phần mềm mình thì nó rất là ok, nhưng mà cái số tiết chuẩn thì nó không có chính xác. Ví dụ như số tiết chuẩn của môn toán là 4 tiết trên tuần thì cái đồng bộ của bên mình thì thành 5 tiết trên tuần, trong khi em đã sửa cái số tiết chuẩn ở trong cái phần mềm rồi là nó bị lỗi vào đấy, tức là còn cái phần mềm cũ, phần mềm offline là trước kia là em cần gì em sửa tiết chuẩn xong là em nhập vào là ok liền. Cái bản offline là nó không có gì bình thường, nhưng cái bản online cho nó không có vấn đề thôi, cái bản offline của mình là nó hoàn toàn bình thường, không có gì cả, tức là nó không có phải là nó nhảy hết tất cả các tiết mà chỉ nhảy ở một vài môn thôi. Ví dụ em làm thấy là như là môn toán này, môn văn hay là môn công nghệ thì nó sẽ nhảy từ mình nhập tiết chuẩn là 1 thì nó nhảy lên 2 hoặc là từ 4 như 5. Như vậy là cái bản online này nó chưa đồng bộ hẳn với nó, cái đồng bộ cơ sở dữ liệu hay này với cái bên chưa hoàn thiện lắm, thì sau này trong quá trình làm thì sau này bọn mình sẽ liên lạc lại với bên VT để đồng nhất lại cái việc liên kết này. Cái này là VT phải làm, chứ với mình thì mình chỉ cấp cho VT cái bản đó thôi, còn VT là người phải chịu trách nhiệm mà với các nhà trường cần đồng bộ cái gì, cần sửa cái gì thì báo cho mình sửa cái đó. Nhưng thì các bạn phải đề nghị với bên VPT cơ, là như vậy chỗ này là sai đấy, chỗ này là lệch đấy, thì VPT sẽ xem lại và đề nghị với mình sẽ làm. Các em đã hiểu là chứ mình không chủ động trong cái việc là sửa đổi phần mềm, vì phần mềm các bạn là khách hàng của VPT đó nhé. Đây là mình chỉ là hỗ trợ thêm, cái buổi này là hỗ trợ thêm và tổng vấn thôi, chứ các bạn không phải là khách hàng của
tôi, các bạn là khách hàng của VNPT, cho nên là tất cả những khúc mắc về về phần mềm kết nối như nào đó các bạn phải phản ánh với VNPT, thằng VNPT nói lại với chúng tôi sẽ sửa lại phần mềm và cấp lại cho VNPT nhé. Đề nghị chỗ Nam VNPT cho liên hệ với kỹ thuật viên có liên kết với Connect để trao đổi luôn đi. Vâng, nghe rồi. Nam nghe nhé, Nam nghe và Nam ghi lại nhé. Và Nam bàn bây giờ với trên ấy, trên MBT tổng ấy, xem là có chỗ nào mà dân phản ánh lên thì đừng nghĩ MBT trên MBT tổng. Chỗ MBT to, MBT tổng bây giờ tiếp tục giờ gặp với thầy luôn, nó thống nhất một số chỗ luôn. Để sẽ bàn với mình. Đó đâu, anh An Khoa ơi. Dạ. Ý là em suy nghĩ như nào này, nên đưa ra ví dụ như tổng hợp tất cả các trường, các ý kiến của các trường có những khúc mắc gì, rồi sau đó là tổng hợp đưa lại cho VNPT, đỡ VNPT trả lời từng cái nó hay hơn, chứ giờ hỏi như thế này thì nó lung tung lắm. Dạ, bây giờ mình tập trung chia là có biểu trước rồi cái thắc mắc thì có thể tập trung câu hỏi để gửi các cái vướng á, mà thầy chưa giải quyết được thì để phối hợp hai bên giữa VNPT với bên thầy, quý thầy. Dạ, dạ, dạ. Em ghi, em có nãy giờ em có theo dõi rồi. Dạ, dạ. Nhớ ghi lại nhé. Thế thôi nha các bạn. Cảm ơn thầy. Đúng không? Dạ, cảm ơn thầy. Thế chúng ta nghỉ nhá. Cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi sẽ ghi lại mà nhé. Ghi lại rồi. Kết thúc nhá. Dạ, chào thầy. Chào, chào mọi người.